Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 167. Tiếp viên hàng không cao gầy có chút khó xử, đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tiểu thư, người xem yêu cầu của hắn. Nếu hắn đã nói như vậy, vậy thì đổi đi. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy không biết Hạ Thiên đang làm cái gì, nhưng cũng biết hắn từ trước đến nay sẽ không nói nhảm. Hai tiếp viên hàng không liếc mắt nhìn nhau, ai cũng im lặng. Đầu óc hai người này đều có vấn đề rồi. Tuy nhiên, nếu Hạ Thiên đã yêu cầu, mà yêu cầu cũng không quá đáng, bọn họ phải nhịn, tuần tự lui ra ngoài. Hắn tưởng hắn là ai, một chút tố chất cũng không có. Tiếp viên hàng không cao gầy vừa ra ngoài, nhịn không được phát cơn tức của mình ra, còn ngồi khoang hạng nhất nữa chứ. Thật sự tức chết đi được. Đoán chừng cũng chỉ là loại háo sắc, tiếp viên hàng không mặt tròn cũng tức không chịu nổi. Còn không phải thấy dung mạo tiểu lý xinh đẹp sao, muốn làm quen. Kẻ có tiền đều là loại háo sắc, nhưng lộ rõ như thế thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếp viên hàng không cao gầy nói, người có tiền gì chứ? Nói không chừng chính là tiểu bạch kiểm. Xấu như vậy mà là tiểu bạch kiểm. Tiếp viên hàng không mặt tròn cười lạnh, muốn đẹp trai cũng không có đẹp trai, muốn dáng người cũng không có dáng người. Xem ra, ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói không chừng chuyện kia tốt thì sao? Tiếp viên hàng không cao gầy đột nhiên nói bậy, sau đó che miệng cười khanh khách. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Lý quay lại, nhìn thấy hai người bọn họ đang nói cười, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Các ngươi đang cười gì vậy? Nhiếp Tiểu Lý thuận miệng hỏi. Hừ, Hạ tiên sinh coi trọng ngươi, bảo ngươi qua đó hầu hạ hắn. Tiếp viên hàng không cao gầy vừa nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc, lạnh giọng nói. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, có chút không hiểu, người nói vậy là có ý gì? Thì chính là ý đó. Tiếp viên hàng không mặt tròn cũng trêu chọc, Hạ tiên sinh nói không chừng là người có tiền, Tiểu Lý ngươi nên hầu hạ cho tốt, biết đâu từ tiếp viên trưởng biến thành phú bà nhà giàu, như vậy chẳng phải lên như diều gặp gió sao? Các ngươi không nên ở đây nói hưu nói vượn. Lông mày Nhiếp Tiểu Lý cao lại, các ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình, không nên suy nghĩ việc không có. Chẳng khác nào làm bại hoại thanh danh tiếp viên hàng không của chúng ta. Vâng, 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 chúng ta sai rồi. Tiếp viên hàng không cao gầy âm dương quái khí nói, ngươi nên đi hầu hạ vị Hạ tiên sinh kia đi. Nếu đến trễ, hắn sẽ khiếu nại đấy. Nhiếp Tiểu Lý đành phải bỏ qua hai đồng nghiệp này, chậm rãi bước đến khoang hạng nhất, đến trước mặt Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi, Hạ tiên sinh, không biết ngài tìm ta có việc gì không? Quả nhiên nhìn ngươi vẫn thuận mắt hơn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Lý, cười nói, ta tìm ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút, quả nhiên rất xinh đẹp, có tư cách làm vợ dự bị thứ hai của ta. Vừa lúc gần đây ta thiếu một bà vợ, ngươi suy tính như thế nào? Lời nói quá thẳng thắn, Nhiếp Tiểu Lý nghe xong ngẩn cả người. Hai tiếp viên hàng không nghe lén cách đó không xa cũng chấn kinh. Tuy nói thỉnh thoảng cũng có phú hào khoang hạng nhất muốn theo đuổi bọn họ. Nhưng đa số đều rất khắc chế, cùng lắm cũng chỉ hỏi WeChat cá nhân mà thôi, không nghĩ đến người này lại trực tiếp đưa ra yêu cầu quá phận như thế, hơn nữa còn không phải là tiểu tam mà là vợ dự bị. Nhiếp Tiểu Lý rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, thản nhiên nói, Hạ tiên sinh, ta không biết ngài đang nói cái gì. Nếu như không có việc gì, ta còn phải đi làm việc nữa. Có việc chứ, Hạ Thiên nghiêm chỉnh nói, ta nói rất nghiêm túc, ngươi nên suy tính lại. Hạ tiên sinh, ta xem như chưa nghe thấy những lời này của ngài, xin ngài tự trọng cho một chút. Nhiếp Tiểu Lý lập tức nói, hơn nữa, phu nhân của ngài, Ninh nữ sĩ đang ngồi bên cạnh, chẳng lẽ ngài không cân nhắc cảm nhận của nàng ấy sao? Đã cân nhắc qua, Hạ Thiên nghiêm túc nói, cho nên, ngươi là dự bị số 2, tiểu muội chân dài là số 1. Nhiếp Tiểu Lý, Ninh Nhụy Nhụy, thật ngại quá, ta lại không có dự định đó. Nhiếp Tiểu Lý uyển chuyển từ chối yêu cầu vô lý của Hạ Thiên, ngài còn việc gì khác không? Có chứ, Hạ Thiên tuyệt không tức giận, vẫn mỉm cười như cũ, làm vợ dự bị không được thì ngươi làm bạn gái của ta. Mặc dù vợ của ta có rất nhiều, nhưng bạn gái lại rất ít. Địa vị của ngươi sẽ rất cao. Nhiếp Tiểu Lý một lần nữa im lặng. Ninh Nhụy Nhụy có chút nghe không nổi nữa, nói với Hạ Thiên, đồ lưu manh, đủ rồi đấy. Người ta đã không đồng ý, ngươi cũng đừng dây dưa nữa. Nào có ai theo đuổi con gái như ngươi chứ?
ai mà dám đồng ý? Nàng đấy, không phải cũng giống như vậy sao? Hạ Thiên đáp lại. Ninh Nhụy Nhụy lập tức nghẹn lời, sau đó mắng Hạ Thiên, có quỷ mới đồng ý. Ta còn chưa đồng ý, ta chỉ bị ngươi cuốn lấy mà không còn cách nào. Hơn nữa, ta vẫn chưa đồng ý, ngươi bớt làm bộ đi. Tiểu muội chân dài, nàng vẫn không dám đối diện với nội tâm của mình. Hạ Thiên cười nói, ta mặc kệ ngươi. Ninh Nhụy Nhụy biết nàng không phải là đối thủ của Hạ Thiên trong việc đấu võ mồm, quyết định không tiếp tục. Tên bệnh tâm thần này muốn làm gì thì làm, nàng không xen vào nữa. Nhiếp Tiểu Lý một lần nữa lên tiếng, Hạ Tiên Sinh, cảm ơn ngài đã coi trọng, nhưng mong ngài thu lại phần hậu ái này. Sắp đến Quế Thành rồi, ta còn việc khác cần phải giải quyết. Nói xong, nàng định quay người rời đi. Không vội, về sau ngươi sẽ đồng ý. Hạ Thiên một chút cũng không nhụt chí, chỉ bổ sung một câu, tuy nhiên, phiền nàng chuyển lời cho hai tiếp viên hàng không quái gì kia, bọn họ và ta tuyệt không có khả năng có chuyện tình đẹp, chỉ có tai nạn mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý sừng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu với Hạ Thiên rồi lui ra ngoài. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, nàng nhìn thấy hai người kia đang bực tức, không khỏi cau mày. Thế nào, không phải người ta không coi trọng ngươi chứ? Tiếp viên hàng không cao gầy thoáng lấy lại thăng bằng trong lòng, cười lạnh nói, tướng mạo của ngươi làm sao mà được hoan nghênh chứ? Tiếp viên hàng không mặt tròn trêu ghẹo, Tiểu Lý, người ta điểm tên gọi ngươi, tại sao nhanh như vậy đã quay về rồi? Về sau các ngươi không được bàn tán sau lưng khách nữa, nói chuyện cũng phải chú ý một chút. Những chuyện như thế không phải trò đùa. Nhiếp Tiểu Lý nghe hai người nói xong, liền cảnh cáo, hành khách đều nghe thấy hết. Hắn nhờ ta chuyển lời cho các ngươi. Sắc mặt hai tiếp viên hàng không khỏi thay đổi, vô thức liếc nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta nói chuyện rất nhỏ, tại sao hắn có thể nghe thấy được? Tiếp viên hàng không cao gầy thu lại ánh mắt, hơi tức giận nói, có phải ngươi cáo trạng hay không? Tiếp viên hàng không mặt tròn cũng cảm thấy Hạ Thiên không có khả năng nghe được. Bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm ở đây, nếu hành khách thật sự nghe thấy. Bọn họ đã sớm bị khiếu nại và sa thải rồi. Tiểu Lý, người đúng là sống không tử tế chút nào. Tiếp viên hàng không mặt tròn hiển nhiên cũng cảm thấy Nhiếp Tiểu Lý đã tố cáo bọn họ, ngươi lên làm tiếp viên trưởng thì coi thường chúng ta đúng không? Ngươi muốn gạt bỏ chúng ta. Tiếp viên hàng không cao gầy khoanh tay lại, oán khí cũng dâng lên, rất có thể. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Sao, ngươi muốn đốt lên người chúng ta? Ta biết hai người các ngươi có ý kiến với ta, vẫn không phục việc ta thăng chức. Nhiếp Tiểu Lý không vui không buồn, lạnh nhạt nói, ta cũng cảm thấy bản thân ta không đủ khả năng đảm nhiệm, cho nên tháng trước ta đã đưa đơn từ chức, bên trên đã phê duyệt. Tiếp viên hàng không cao gầy mở to mắt nhìn, ngươi nói thật hay giả thế? Tiểu Lý ngươi tiếp viên hàng không mặt tròn giật mình, vì sao vậy? Ta cũng đã nói, ta còn trẻ. Lại chưa từng đảm nhiệm chức vụ này. Hơn nữa ta muốn về quê kết hôn. Nhiếp Tiểu Lý cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, nhà ta vẫn khá truyền thống, không hy vọng ta cứ suốt đầu lộ diện bên ngoài. Tiến viên hàng không cao gầy lại càng cảm thấy ngoài ý muốn, người muốn kết hôn sao? Tại sao chúng ta chưa từng nghe ngươi nói qua? Chồng của ngươi là ai? Đúng vậy, người yêu đương từ khi nào vậy? Tiếp viên hàng không mặt tròn truy vấn, người khá lắm. Một chút phong thanh cũng không lộ. Là công tử đại thiếu nhà nào thế, hay là đại phú hào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Người ở quê thôi, các ngươi chưa từng nghe thấy qua đâu. Nhiếp Tiểu Lý bình thản nói, trưởng bối hai bên đã nói chuyện, cũng đã định ngày. Ta gặp mặt đối phương được hai lần. Không phải chứ, tiếp viên hàng không cao gầy giật mình, đã thời đại nào rồi mà còn ép xuyên? Tại sao ngươi lại không từ chối? Tiếp viên hàng không mặt tròn không thể tưởng tượng được, đúng vậy, bây giờ là hôn nhân tự do, yêu đương tự do, không nhất thiết phải nghe theo trưởng bối sắp xếp. Mình tìm được người tốt, bọn họ sẽ không còn gì để nói. Các ngươi không hiểu đâu, Nhiếp Tiểu Lý tất nhiên đã phản kháng qua, đáng tiếc không có tác dụng gì. Những điều này, nàng tất nhiên không cần thiết phải nói với hai người kia, liền khoát tay, không nói đến chuyện này nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của ta. Khi nào đến sân bay, ta bàn giao lại rồi về nhà. Tâm tư tiếp viên hàng không cao gầy đột nhiên linh hoạt hẳn lên. Nhiếp Tiểu Lý vừa đi,
nàng chẳng phải sẽ có cơ hội leo lên vị trí còn bỏ trống này sao? Ta cũng đã đề cử các ngươi với cấp trên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ có kết quả. Nhiếp Tiểu Lý thành thật nói thế nào chúng ta cũng làm việc với nhau mấy năm, hy vọng khoảng thời gian đồng hành cuối cùng sẽ kết thúc trong vui vẻ. Nhiếp Tiểu Lý nói xong, cũng đi làm việc của mình, không để ý biểu hiện của hai người kia nữa. Gương mặt tiếp viên hàng không cao gầy nóng lên, không khỏi có chút xấu hổ. Tuy nhiên, loại người như nàng ta hiển nhiên sẽ không biết suy nghĩ lại, ngược lại còn thêm oán khí nồng nặc. Nàng ta âm dương quái khí thấp giọng nói tiếp, nàng ta nói giống như mình vĩ đại lắm. Ta thấy nàng ta năng lực không đủ, cấp trên cắt chức nàng ta nói với chúng ta như vậy chỉ là thuận nước giọng thuyền mà thôi. Đúng đấy, ánh mắt tiếp viên mặt tròn đột nhiên có sức sống. Nếu Nhiếp Tiểu Lý thật sự đề cử hai người bọn họ, nói cách khác, tiếp viên hàng không cao gầy trở thành người cạnh tranh với nàng ta. Nàng ta lập tức vô thức đứng cách xa đối phương mấy bước. Tiếp viên hàng không cao gầy hiển nhiên cũng là loại người như thế, nhanh chóng nhận ra thay đổi của đối phương, liền bất mãn nói, không phải ngươi tin nàng ta chứ. Nàng ta rõ ràng muốn kiếm chuyện chia rẽ chúng ta. Nếu ngươi bị mắc lừa, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tại sao ta lại tin nàng ta chứ? Tiếp viên hàng không mặt tròn vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc làm sao gạt đối phương đi, như vậy cơ hội thăng chức của nàng ta sẽ lớn hơn nhiều. Nhiếp Tiểu Lý đương nhiên không phải Bạch Liên Hoa, nàng nói như thế chính là muốn chia rẽ quan hệ hai người kia. Tuy nhiên, chuyện nàng về quê kết hôn lại là sự thật. Nàng xuất thân từ một gia tộc lâu đời ở Hoàng Sơn, nghe nói đã truyền thừa hơn ngàn năm. Cho nên, các trưởng bối bất luận làm người hay làm việc đều cứng nhắc và bảo thủ. Từ nhỏ, nàng đã cảm thấy sống trong nhà căng thẳng quá mức, cho nên nàng mới đến Quế Thành học tập. Sau khi tốt nghiệp, nàng trở thành tiếp viên hàng không, chính là muốn cách căn nhà kia càng xa càng tốt. Đáng tiếc, nàng vẫn không thể thoát được. Hai tháng trước, người trong nhà tìm được nàng, mang nàng quay về, sau đó gặp mặt với một công tử đại thiếu Chiêm gia ở Hoàng Sơn. Kết quả, nàng hoàn toàn không có một chút quyền lợi lên tiếng. Đại thiếu Chiêm gia hoàn toàn hài lòng về nàng. Sau đó hôn sự được trực tiếp định ra, không có bất kỳ người nào trưng cầu ý kiến của nàng. Nàng giống như một món hàng chợ bán, không hề có chút nhân quyền. Ban đêm, nàng lén lút trốn đi, còn trốn rất xa, ra thẳng nước ngoài. Đáng tiếc, vẫn không có tác dụng. Mặc dù người trong gia tộc lạc hậu, nhưng năng lượng lại to đến dọa người. Mặc kệ nàng ở đâu, mặc kệ nàng trốn bao xa, người trong gia tộc đều có thể trong thời gian cực ngắn tìm được nàng. Loại cảm giác không có chỗ trốn này thật sự đáng sợ. Nhiếp Tiểu Lý đã trốn đến mỏi mệt, vì thế nàng đã dứt khoát nhận mệnh. Dù sao, tỷ tỷ, cô của nàng đều có kết cục như vậy. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế, ra ngoài học đại học, sau đó nghe theo sắp xếp gả cho một người có trợ giúp đối với gia tộc. Hai, sống như thế thì còn có ý nghĩa gì chứ? Nhiếp Tiểu Lý làm xong công việc của mình, về lại vị trí ngồi xuống, thắt dây an toàn, lẩm bẩm vài câu. Lúc này, bên trên lại vang lên một âm thanh lười biếng, vợ tiếp viên hàng không, ngươi đang cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, vậy thì ngươi cứ giao nhân sinh của mình cho ta. Ta cam đoan ngày nào ngươi cũng sống trong thú vị. Sao, hạ tiên sinh? Nhiếp Tiểu Lý ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên đang mỉm cười đứng trước mặt mình, không khỏi giật mình, ngài mau quay về chỗ ngồi đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi, ngài đi lại như thế rất nguy hiểm. Hạ Thiên không thèm để ý, ta không có chuyện gì đâu, ngược lại trước khi máy bay hạ cánh, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, ta nghiêm túc đấy. Ngươi đừng có nói đùa, mau trở lại chỗ ngồi đi. Nhiếp Tiểu Lý gấp lên, đành phải cởi dây an toàn của mình, muốn đưa Hạ Thiên về chỗ, ngươi làm vậy nguy hiểm vô cùng. Hạ Thiên cũng không muốn làm khó Nhiếp Tiểu Lý, quay người trở lại chỗ ngồi của mình, trong số các bà vợ của ta còn chưa có ai làm tiếp viên hàng không. Ngươi rất thích hợp, nếu không, ta sẽ không tùy tiện chủ động lên tiếng đâu. Lạ thật đấy, Ninh Nhụy Nhụy ở bên cạnh liếc mắt. Tiểu muội chân dài, nàng đang ăn dấm sao? Hạ Thiên cười hỏi. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại một câu, ăn cái đầu ngươi đấy. Ta ước gì ngươi đừng đến làm phiền ta, nhưng ngươi cũng đừng đi gây họa cho những cô gái tốt khác. Ta không có gây họa, ta nghiêm túc đấy.
khắp gương mặt Hạ Thiên chỉ toàn là sự chân thành. A, à, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ nàng muốn nói mình là cô gái không tốt? Biến, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt. Rất nhanh, máy bay an toàn đáp xuống sân bay Quế Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâm trạng Nhiếp Tiểu Lý thoáng thả lỏng một chút. Thật ra, nàng cũng không cảm thấy phản cảm khi bị Hạ Thiên dây dưa, bởi vì nàng đã tập mãi thành quen. Trước kia, nàng đã từng gặp qua những người như thế. Chỉ là nàng không nghĩ đến, Hạ Thiên lại lớn gan đến như vậy, đưa ra yêu cầu một cách trực tiếp, tuyệt không che giấu. Sau khi bàn giao xong mọi việc, Nhiếp Tiểu Lý rốt cuộc thả lỏng toàn thân, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về lại chỗ ở của mình trước, hai ngày nữa sẽ về nhà. Hai đồng nghiệp vừa lúc cũng tan tầm, dự định đồng hành với Nhiếp Tiểu Lý, thuận tiện hỏi thăm chuyện người kế nhiệm. Tiểu Lý, cha bảo ta đến đón ngươi. Các nàng vừa ra ngoài chưa bao lâu, một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai đã ngăn lại đường đi của các nàng. Gương mặt xinh đẹp của Nhiếp Tiểu Lý hiện lên vẻ ngoài ý muốn, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Ta biết hôm nay ngươi đi làm bữa cuối cùng, cho nên ta đã chờ ở đây. Nam nhân trẻ tuổi tươi cười nói, đi thôi, cha ta tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn Quế Thành. Tối nay sẽ có không ít đại nhân vật trình diện, vừa lúc dẫn ngươi làm quen với bọn họ luôn. Ngươi, không phải ngươi chính là Chiêm công tử của tập đoàn bất động sản Đế Cảnh sao? Tiếp viên hàng không cao gầy lập tức nhận ra nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Đây chính là một con rùa vàng trong dự đoán của nàng ta, ngươi có quan hệ gì với Tiểu Lý chúng ta thế? Các ngươi là đồng nghiệp của Tiểu Lý à? Chiêm công tử khẽ mỉm cười, nàng ấy không nói với các ngươi sao? Ta là vị hôn phu của nàng ấy. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Tiếp viên hàng không cao gầy ngẩn cả người, kinh ngạc không thôi nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ngươi không phải nói vị hôn phu của ngươi là ở quê sao? Đúng vậy, ta nhớ quê của ngươi là Hoàng Sơn mà. Tiếp viên hàng không mặt tròn cũng kinh ngạc đến không ngậm được miệng, Chiêm công tử rõ ràng là công tử phú gia giàu nhất hiện tại ở Quế Thành. Cũng không sai đâu, Chiêm công tử mỉm cười giải thích, tổ tiên của ta là ở Hoàng Sơn, nhưng từ thời ông của ta đã chuyển đến Quế Thành. Nói xong, hắn ta bỗng nhiên vô cùng có phong độ, nếu hai người đã là đồng nghiệp của Tiểu Lý, có thời gian rảnh, không ngại đến tham gia buổi tiệc đính hôn của chúng ta chứ. Được được được, quá tốt rồi. Tiếp viên hàng không cao gầy cao hứng không thôi, thậm chí còn không kịp ghen tị. Bữa tiệc Chiêm gia tổ chức nhất định có rất nhiều phú thương hào môn tham gia, chỉ tùy tiện câu một người còn hơn làm tiếp viên hàng không gấp mấy lần. Tiếp viên hàng không mặt tròn cũng gật đầu như dã tỏi. Nhiếp Tiểu Lý có chút do dự hỏi, không phải đã nói nửa tháng sau mới làm lễ đính hôn sao? Vốn là như vậy, nhưng sau khi cha ta thương lượng với cha mẹ của ngươi xong, cảm thấy nên mau chóng tổ chức, không nên để chậm trễ. Vì thế đã định luôn trong ngày hôm nay. Chiêm công tử cười nói, thế nào, ngươi không cảm thấy vui sao? Nhiếp Tiểu Lý khó mà vui nổi, chỉ là trong lòng nàng biết rất rõ ràng, cho dù nàng không muốn cũng vô ích thôi. Đành phải nói, đương nhiên. Đương nhiên không vui rồi. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói lười biếng, nàng ấy là vợ tiếp viên hàng không của ta, làm sao có thể tham gia lễ đính hôn với ngươi chứ? À, là Hạ Tiên Sinh. Nhiếp Tiểu Lý quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là Hạ Thiên, tại sao ngươi còn ở đây? Vợ tiếp viên hàng không, ngươi không muốn đến bữa tiệc gì đó, ngươi hoàn toàn có thể không đi. Hạ Thiên cười nói. Không ai có thể ép buộc ngươi. Chiêm công tử nghe Hạ Thiên xưng hô với Nhiếp Tiểu Lý như vậy, lập tức cau mày, lạnh lùng quát hỏi, Tiểu Lý, hắn là ai? Ngươi có quan hệ gì với hắn chứ? Hắn là hành khách trên chuyến bay cuối cùng của ta. Nhiếp Tiểu Lý giải thích, ta cũng không quen biết hắn. Không biết, Chiêm công tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nắm lấy tay Nhiếp Tiểu Lý, không biết, thế tại sao hắn lại gọi ngươi là vợ? Ta đã bảo ngươi đừng làm nữa, nhưng ngươi lại không nghe lời, quả nhiên ngươi có mối quan hệ không rõ ràng với nam nhân khác. Không đợi Nhiếp Tiểu Lý giải thích, giọng điệu của Chiêm công tử đã nghiêm lại, Chiêm gia chúng ta là danh môn vọng tộc, môn phong rất nghiêm, không chê ngươi thường xuyên xuất đầu lộ diện bên ngoài thì thôi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lời nói của Chiêm công tử khiến Nhiếp Tiểu Lý không phản bác được. Cũng không phải nàng đối lý. Mà là nàng biết có giải thích cũng không thông. Tính cách của người đàn ông này có chút giống với cha của nàng,
có cảm giác khiến người ta hít thở không thông. Này, tại sao ngươi lại nói chuyện với vợ tiếp viên hàng không của ta như thế? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất ngươi đừng nên quấy rầy nữ nhân của ta. Chiêm công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, bên trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị người ta mở ra chơi trước, ngươi lập tức biến xa cho bổn công tử một chút. Bằng không, ngươi đừng trách ta không khách sáo đối với ngươi. Hạ Thiên khó chịu nhìn người này, nàng ấy không phải nữ nhân của ngươi. Đầu tiên chính là nàng, sau đó là ta. Ngươi muốn chết, Chiêm công tử nghe xong, lửa giận xông lên, thấp giọng cảnh cáo, ở Quế Thành này, ta có thể khiến ngươi bốc hơi khỏi nhân gian, ngươi có tin hay không? Hạ Thiên mỉm cười nói, không tin. Được rồi, Nhiếp Tiểu Lý cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, sau đó thở ra một hơi, nói với Chiêm công tử, ta đi với ngươi. Hạ tiên sinh chỉ nói đùa thôi, trước đó ta và hắn cũng không quen biết, ngươi cũng đừng giận chó đánh mèo hắn. Ta không phải nói đùa, Hạ Thiên nghiêm túc nói, nếu ngươi không muốn đi với hắn ta, ngươi có thể từ chối. Có ta ở đây, không ai có thể bắt ngươi như thế nào được. Chiêm công tử chỉ cười lạnh không nói, hiển nhiên hắn ta đang nhìn Hạ Thiên như nhìn một kẻ bệnh tâm thần không biết trời cao đất rộng. Hạ tiên sinh, cảm ơn lời nói của ngươi. Nhưng có những chuyện chúng ta nên bớt đùa lại một chút, nhất là trong tình huống chúng ta không quen biết. Nhiếp Tiểu Lý vô cùng đúng trọng tâm đưa ra đề nghị với Hạ Thiên, còn nữa, thỉnh cầu của ngươi, thứ cho ta không thể nào đồng ý. Xin lỗi. Nói xong, nàng quay sang nói với Chiêm công tử, chúng ta đi thôi. Tiểu tử ngươi tốt nhất biến ra khỏi Quế Thành, đừng để bổn công tử gặp lại ngươi. Chiêm công tử hung hăng chừng Hạ Thiên một chút. Sau đó cùng với Nhiếp Tiểu Lý đi về phía một chiếc Rolls Royce Phantom. Lúc này, hai đồng nghiệp của Nhiếp Tiểu Lý đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi oán trách Hạ Thiên đã làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Làm sao, bị từ chối à? Ninh Nhụy Nhụy hợp thời xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mỉm cười trêu chọc, phương thức bắt chuyện giống như ngươi, 100% không có khả năng thành công, không có cô bé nào đồng ý đâu. Hạ Thiên không nhụt chí. Chỉ bất mãn nói, tiểu muội chân dài, con mắt nào của nàng thấy ta bị từ chối. Ta dùng lỗ tai nghe được, Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, người không thừa nhận cũng vô dụng thôi. Hôm nay người ta đã đính hôn, về sau sẽ làm dâu chiêm gia. Ngươi nên kềm chế lại đi, nữ nhân xinh đẹp trên thế giới này nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi muốn thu thập hết vào hậu cung của mình hay sao? Nữ nhân xinh đẹp trên thế giới rất nhiều, nhưng nếu ta đã nhìn chúng... Nhất định người đó phải là của ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tam sư phụ của ta đã từng nói qua, nếu mình không theo đuổi được nữ nhân mà mình coi trọng, người đó có khác gì củi mục đâu. Ninh Nhụy Nhụy bĩu môi, cũng may mà trừ ta ra không có ai nghe được. Nếu những lời này của ngươi mà xuất hiện trên mạng, chắc sớm bị người ta chê cười nát. Cần chi để ý đám ngớ ngẩn đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người mà ông ngươi sắp xếp còn chưa đến sao? Đã đến rồi, còn không phải chờ ngươi à? Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, ngươi có đi hay không? Hạ Thiên mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, đi chứ? Sáng sớm, khách sạn Quế Thành. Một chiếc Rolls Royce Phantom chậm rãi đậu trước cửa. Bảo vệ khách sạn nhanh chóng tiến lên, vô cùng cung kính mở cửa xe. Toàn bộ Quế Thành, người có thể lái nổi xe này thật ra không ít, nhưng làm việc cao điệu. Thường xuyên lái ra ngoài như thế cũng chỉ có đệ nhất công tử Quế Thành mà thôi. Tối nay, tin tức đại thiếu gia Chiêm gia sẽ đính hôn đã sớm lan rộng ra ngoài. Toàn bộ khách sạn đã được Chiêm gia bao hết. Chiêm công tử, ngài đã về. Bảo vệ cửa cung kính gập người 90 độ, trong giọng nói mang theo sự nịnh nọt. Chiêm công tử chậm rãi từ trong xe bước xuống trước, đưa tay muốn đỡ Nhiếp Tiểu Lý, xuống xe đi. Nhiếp Tiểu Lý nhẹ nhàng tránh khỏi tay Chiêm công tử, tự mình xuống một bên khác. Ánh mắt Chiêm công tử hiện lên sự không hài lòng, lập tức trút giận lên người bảo vệ cửa khách sạn, một cước đạp hắn ta ngã lăn xuống đất, cút sang một bên, đừng ở đây chướng mắt. À, Chiêm công tử, thật xin lỗi. Ban đầu, bảo vệ cửa khách sạn muốn thể hiện sự ân cần, kết quả vuốt từ mông ngựa xuống đùi ngựa, bị dọa đến toàn thân phát run. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, cần chi phải làm khó hắn ta như thế.
Loại người như hắn ta chính là dùng để khó xử. Bằng không, tiền lương của bọn họ chẳng phải dễ kiếm quá sao? Chiêm công tử mắng. Nhiếp tiểu lý im lặng, tiến lên muốn đỡ bảo vệ cửa dậy. Nếu ngươi dám đỡ hắn ta dậy, ngươi có tin ta lập tức cho người chặt hai tay hai chân hắn ta xuống không? Chiêm công tử nheo mắt, lạnh giọng nói. Bảo vệ cổng thiếu chút nữa sợ tè ra quần, lộn nhào cách xa nhiếp tiểu lý. Hai người cùng nhau vào khách sạn, đi thang máy chậm rãi lên tầng cao nhất. Nơi này là phòng tổng thống, bất luận bày biện hay là bố trí đều thể hiện sự giàu có của Chiêm gia. Nhưng phong cách lại không cao, còn có chút nặng của giang hồ. Mấy ngày nay, người ở lại đây đi. Chiêm công tử dẫn nhiếp tiểu lý vào phòng tổng thống, sau đó nói, người yên tâm, ta không có ở đây đâu. Dù sao người cũng là vị hôn thê của ta, cũng không phải nữ nhân mà ta chơi đùa. Nhiếp tiểu lý cười nhạo, nói như vậy, ta phải cảm kích vì ngươi đối đãi ta khác người khác. Ngươi đích thật cần phải cảm kích, Chiêm công tử một chút cũng không khách sáo, xem như đây là sự biểu dương, bởi vì đây chính là ân điển của ta đối với ngươi. Bằng không, bổn công tử đã sớm làm thịt ngươi, còn cần làm lễ đính hôn gì nữa. Ha ha, ngươi đúng là quá cặn bã. Nhiếp tiểu lý có chút không nói nổi, Chiêm văn bân, có đôi khi ta cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc nhà của ngươi mở công ty bất động sản hay là mở câu lạc bộ kinh doanh thứ không tốt? Ngươi không cần âm dương quái khí đến như vậy. Mặt Chiêm công tử vẫn không đổi sắc, mặc kệ mở cái gì, thế đạo này có tiền là có hết thảy. Đây cũng chính là nguyên nhân cha mẹ ngươi nhất định phải gả ngươi cho ta. Ngươi có thể phản kháng, có thể khó chịu, nhưng tốt nhất đừng thăm dò ranh giới cuối cùng của ta. Nhiếp tiểu lý cau mày, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đừng giả ngu với ta. Chiêm công tử hừ lạnh một tiếng, không chút kiêng kỵ mắng to, nam nhân ở sân bay là chuyện như thế nào? Ta đã giải thích với ngươi rồi. Nhiếp tiểu lý cảm thấy đối phương đúng là không nói lý, ta và Hạ tiên sinh không quen biết nhau. Hắn chỉ là hành khách trên chuyến bay của ta mà thôi. Lời này của ngươi lừa người khác thì được, Chiêm văn bân ta tán gái tiếp viên hàng không không có 100 cũng có 80. Chiêm công tử hiển nhiên không tin nhiếp tiểu lý, trịnh trọng cảnh cáo, người lựa chọn loại nghề bẩn thỉu đó, tâm tư như thế nào, ta còn không biết sao. Cái gì gọi là loại nghề bẩn thỉu? Nhiếp tiểu lý cũng bị Chiêm công tử chọc giận, chẳng lẽ tiếp viên hàng không là chức nghiệp không được người ta công nhận sao? Chỉ có người có tư tưởng bẩn thỉu mới có thể suy nghĩ cái gì cũng bẩn thỉu. Bổn công tử không rảnh tranh cãi với ngươi. Chiêm công tử chỉ tay vào mũi nhiếp tiểu lý, tóm lại. Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nên gây chuyện, nếu không, cả nhà ngươi đừng hòng sống yên ổn. Nhiếp tiểu lý tức giận đến ngực phập phồng, nói với Chiêm công tử, nếu ngươi cảm thấy ta phiền phức, ta có dở trò gì, ngươi tìm nữ nhân khác kết hôn không phải tốt hơn sao, cần chi phải tìm ta. Ngươi cho rằng ngươi quý giá lắm sao, nữ nhân xinh đẹp chỗ nào mà chẳng có, bổn công tử từ trước đến nay chơi xong là ném. Chiêm công tử dứt khoát nói thẳng, nếu không phải cha mẹ ta nhìn chúng nguồn vận ngàn năm của nhà các ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đính hôn với bổn công tử sao? Con mẹ nó, cứ tưởng mình là thiên nga. Vậy ngươi đi tìm nữ nhân khác đi, ta không phụng bồi. Nhiếp tiểu lý tức giận quay người bỏ đi, cũng không quay đầu lại. Chiêm công tử cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nói, ngươi thử bước ra khỏi cánh cửa này đi, ta không ngại nói cho ngươi biết. Chỉ cần chân của ngươi bước ra khỏi khách sạn này nửa bước, ngươi có tin hay không, chưa đến ngày mai, nhiếp gia các ngươi sẽ biến mất dưới chân Hoàng Sơn. Ngươi, nhiếp tiểu lý đành phải dừng bước, cố nén buồn nôn và phẫn nộ quay lại. Chiêm công tử cười khẽ, nhìn thẳng vào nhiếp tiểu lý, như vậy mới đúng. Nhiếp gia các ngươi đã xuống dốc, chỉ còn lại cái xác giống truyền thừa ngàn năm. Chiêm gia chúng ta lại là người có tiền, cái thiếu chính là vỏ bọc. Cho nên, chúng ta là ông trời tác hợp, cha mẹ ngươi hài lòng, cha mẹ ta cũng rất hài lòng, thậm chí ta đối với ngươi cũng rất hài lòng, hy vọng ngươi tốt nhất nên mãn nguyện. Như vậy mới được xem là hoàn mỹ. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. Nhiếp tiểu lý từ bỏ trao đổi với người này, quả nhiên một chút tác dụng cũng không có. Những người này hoàn toàn không xem người khác là người mà chỉ là công cụ mà thôi. Chiêm công tử hơi tức giận nhưng vẫn khắc chế, từ tốn nói một câu, người nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ.
Ngươi có 2 tiếng để chuẩn bị trước đó. Đến lúc đó sẽ có người nhắc nhở ngươi. Biết rồi, Nhiếp tiểu lý hữu khí vô lực trả lời. Chiêm công tử đứng dậy bước ra ngoài, xuống lầu gọi điện thoại, Lạc ca, người đi điều tra quỹ tích Nhiếp tiểu lý hoạt động trong 1 tháng gần đây cho ta. Còn có thông tin tất cả nam nhân trên chuyến bay của nàng ta hôm nay, một người cũng không được phép để lọt. Trong đó có một người họ Hạ, cứ trực tiếp xử lý hắn. Vâng, Chiêm thiếu, đối phương lập tức trả lời. Mặc dù Chiêm công tử là phú nhị đại, nhưng cũng không ngu ngốc, làm việc thích nhất là diệt tai họa ngầm trước khi nó xuất hiện, dám đoạt nữ nhân của bổn công tử, người sợ sống đủ rồi. Quế Thành, Ninh gia. Trong sân, Hàn Tùy Xuân bị ném xuống đất giống như ném một con chó chết. Hạ Thiên gối đầu lên cặp đùi xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy, nhắm mắt dưỡng thần. Ninh lão gia tử đi đằng trước, cẩn thận quan sát Hàn Tùy Xuân nhiều lần, trịnh trọng nói, không sai, lão ta chính là Hàn Tùy Xuân. Mặc dù hình dáng có chút thay đổi nhưng ánh mắt và hàm răng đều giống như đúc. Là lão ta thì được rồi. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy tin chắc rằng mình không bắt lầm người, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Bây giờ nàng hoàn toàn yên lòng, chuyện kế tiếp thì dễ rồi. Ngươi định xử lý như thế nào? Ninh lão gia tử thản nhiên nhìn cháu gái của mình. Đối với vấn đề này, trước đó Ninh Nhụy Nhụy đã cân nhắc qua, trước cháu sẽ bắt lão ta dập đầu xin lỗi thân nhân của tất cả người bị lão ta hại chết, sau đó thương lượng việc bồi thường. Ngươi không nên ra mặt những việc này. Dù sao Ninh lão gia tử cũng là lão giang hồ, ông trực tiếp chỉ ra điểm quan trọng, ngươi nên giao lão ta cho cảnh sát. Ninh Nhụy Nhụy có chút do dự nói, nhưng cháu nghe người ta nói, Hàn Tùy Xuân có người giúp đỡ đằng sau. Bằng không, lão ta cũng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật hơn 40 năm như thế. Ha ha, cho dù có người, cũng không thể một tay che trời. Ninh lão gia khẽ cười, tiếp tục khuyên nhủ, người này nhất định phải giao cho chính quyền xử lý. Bất kỳ người nào danh bất chính, ngôn bất thuận cũng đều bất lợi cho việc răn đe. Hàn Tùy Xuân người này liên lụy quá sâu, hơn 40 năm trước bởi vì lão ta giết quá nhiều người, ân oán bên trong vừa sai lầm vừa phức tạp. Hơn nữa cũng không liên quan đến Ninh gia quá nhiều. Nếu tham gia vào, rất dễ tốn công mà không có kết quả, còn liên lụy đến bản thân mình. Được, cứ nghe theo lời gia gia vậy. Ninh Nhụy Nhụy đánh giá một chút, cảm thấy không phải là không có lý, vậy để cháu đi thông báo cho cảnh sát. Rất nhanh, chính quyền Quế Thành và cục cảnh sát đã cùng một lúc phái người đến. Sau khi bàn giao với Ninh Nhụy Nhụy, bọn họ trực tiếp mang Hàn Tùy Xuân đi. Đương nhiên, Ninh gia cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất bọn họ đã tạo được ấn tượng rất tốt với chính quyền. Thân nhân những người bị Hàn Tùy Xuân giết hại cũng sẽ âm thầm ghi nhớ phần nhân tình này. Cho dù về sau Hàn Tùy Xuân bị xử lý không thỏa đáng cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm cho Ninh gia. Sau khi Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ thông suốt chuyện này, nàng không thể không bội phục kinh nghiệm sống của gia gia nàng, đúng là gừng càng già càng cay. Ngươi không phải nói có chuyện muốn hỏi ra ra sao? Ninh Nhụy Nhụy phát hiện Hạ Thiên đã ngủ say trên đùi của nàng, không khỏi vỗ nhẹ mặt của hắn, sao bây giờ ngươi không hỏi đi? Hạ Thiên lười biếng chờ mình, thuận miệng đáp tiểu muội chân dài, ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Ta đang ngủ say mà. Ngủ cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng cơ thể vẫn không động đậy, vẫn để hắn yên ổn gối đầu lên đùi nàng, ta cũng không phải cái gối của ngươi. Người muốn ngủ thì về phòng mà ngủ. Tiểu muội chân dài, cuối cùng thì nàng cũng đã buồn ngủ sao? Hạ Thiên giật mình đứng dậy, ôm eo Ninh Nhụy Nhụy bay thẳng về phòng. Ninh Nhụy Nhụy xấu hổ đánh Hạ Thiên một cái, mắng, người buông ta xuống. Ai muốn ngủ với ngươi chứ? Muốn ngủ thì tự ngươi đi ngủ. Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt mà ngủ cái gì? Đi ngủ còn quản ban ngày ban đêm, không phải muốn ngủ thì đi ngủ sao? Hạ Thiên đương nhiên nói. Ta mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó tránh cái ôm của hắn, ta còn việc phải làm, ai giống như ngươi, không có việc gì làm, chuyện gì cũng không cần làm. Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi, tiểu muội chân dài, nàng có thể không cần làm việc mà. Tiền của nàng đủ để nàng sống sung sướng, nếu không đủ, tiền của ta cũng đủ cho nàng sống đến mấy đời. Ai cần tiền của ngươi chứ? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ta làm việc bởi vì ta thích, chứ không phải vì tiền. Hạ Thiên vẫn không hiểu, vậy công việc của nàng là gì?
ai cần ngươi lo, Ninh Nhụy Nhụy không có ý định tiếp tục nói chuyện với Hạ Thiên, tóm lại, ngươi lo mà ở nhà, đừng dây dưa ta. Có ngươi ở đây, ta không thể tập trung làm việc được. Ta cam đoan không quấy rầy nàng, Hạ Thiên làm ra vẻ cực kỳ nghe lời. Ninh Nhụy Nhụy không bao giờ tin lời Hạ Thiên nói, ngươi bớt làm bộ đi, ta còn không biết tính tình của ngươi như thế nào à. Ngươi hãy thành thật ở nhà, còn không thì ngươi ra ngoài tìm bà vợ tiếp viên hàng không mà ngươi mới quen đi, hoặc quay về Giang Hải tìm Tô Bối Bối, làm y nhân đấy, hoặc bất kỳ người nào. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, tại sao trong lời nói của nàng ngửi thấy có mùi chua nhỉ? Ngươi mới ăn giấm đấy. Ninh Nhụy Nhụy không muốn tranh cãi với Hạ Thiên, đi thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn cảnh cáo một lần nữa, ngươi đừng đi theo ta. Nếu không, ta sẽ không để ý đến ngươi ít nhất 3 ngày. Được rồi, không đi thì không đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Ninh Nhụy Nhụy bán tín bán nghi bước ra cửa. Thật ra, nàng phải đi chụp một bộ áp phích tuyên truyền. Dù sao nàng cũng là nữ thần của giới thể thao, cho dù đã giải nghệ, có đôi khi nàng cũng phải phối hợp với việc tuyên truyền chính thức. Sắp đến sẽ có một cuộc thi đấu thể thao quốc tế sẽ được tổ chức tại Quế Thành. Là niềm tự hào của Quế Thành, thần thoại của giới thể thao, nàng hiển nhiên không thể từ chối. Về phần tại sao không cho Hạ Thiên đi theo, bởi vì có một tấm áp phích cần nàng mặc đồ tắm. Nếu Hạ Thiên có mặt, đoán chừng sẽ không chụp được, nói không chừng còn khơi gợi hào hứng của tên sắc lang, trực tiếp làm thịt nàng luôn cũng không phải là không có khả năng. Ninh Nhụy Nhụy cũng không muốn nhanh như vậy đã bị tên lưu manh đó chiếm tiện nghi. Lần đầu tiên của nàng, làm gì cũng phải có khúc nhạc dạo lãng mạn và khung cảnh đẹp nhất. Ngồi trong xe đưa đón cho hoạt động chính thức, Ninh Nhụy Nhụy đến bể bơi. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài trừ vận động viên tham gia hoạt động và nhân viên công tác, trên cơ bản không có những người khác. Ninh tiểu thư, ta là người phụ trách hoạt động chụp ảnh lần này, cũng là thợ chụp ảnh của ngươi. Ta tên Bì Nhã Văn, người gọi ta Bì Bì là được. Một nữ nhân trẻ tuổi mặc quần áo gọn gàng, phong cách hiên ngang bước đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó tán dương, Ninh tiểu thư thật sự là một đại mỹ nhân. Tỷ lệ dáng người vô cùng hoàn mỹ, nhất là đôi chân dài. Đoán chừng sẽ khiến cho chị em phụ nữ hâm mộ chết đi được. Người không đi làm người mẫu thật sự là một chuyện rất đáng tiếc. Bì tiểu thư khách sáo rồi. Ninh Nhụy Nhụy đã nghe quen mấy lời tán dương như thế, trong lòng không hề có chút ba động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ đầy đủ phép lịch sự, không biết khi nào hoạt động sẽ bắt đầu. Phải chụp ảnh trong bao lâu? Hoạt động sẽ được bắt đầu vào lúc 10 giờ, diễn ra trong nửa tiếng sẽ kết thúc. Bì Nhã Văn giới thiệu quá trình hoạt động cụ thể cho Ninh Nhụy Nhụy, tiếp theo là, cuối cùng chính là thời gian chụp ảnh, sẽ diễn ra trong vòng 5 tiếng, ở giữa sẽ có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rõ, cảm ơn Bì tiểu thư. Ngươi đừng khách sáo như thế, gọi ta Bì Bì là được rồi, không thì gọi Văn Văn cũng được. Bì Nhã Văn đúng là có khả năng tương tác, dăm ba câu đã kéo gần được khoảng cách, nói thật, trước đây ta cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật. Về sau ta bị chấn thương nên giải nghệ. Sau khi nghỉ hưu, ta mở một studio chuyên chụp ảnh cho các ngôi sao. Ngươi đúng là lợi hại. Ninh Nhụy Nhụy tán thưởng. Ta có lợi hại gì đâu chứ, người mới là lợi hại, là thần thoại của giới thể thao. Bì Nhã Văn vừa nói vừa quan sát dáng người Ninh Nhụy Nhụy, trong đầu tính toán số liệu, hình dung ra cảnh tượng chụp ảnh như thế nào. Ninh Nhụy Nhụy cũng không muốn chậm trễ thời gian, ta có thể đến xem khung cảnh của buổi chụp ảnh như thế nào không? Được, người đi theo ta. Bì Nhã Văn tất nhiên không từ chối, lập tức dẫn Ninh Nhụy Nhụy lượn quanh một vòng nhỏ. Đến trước một trường quay tạm, ở đó đang có người chụp ảnh. Nhìn qua dường như là một tiểu thịt tươi, chung quanh có rất nhiều fan hâm mộ. Tiểu thịt tươi kia chỉ cần tùy tiện bày ra một tư thế, lập tức dẫn đến một tràng hét kích động, lớn đến mức bên ngoài cũng có thể nghe được. Hơn nữa, họ còn chặn lối đi vốn đã không đủ rộng, khiến những người khác không có cách nào di chuyển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chụp ảnh. Nhưng chỉ cần nhắc nhở bọn họ một câu, lập tức bị mười mấy cái miệng phản bác, thương tích đầy người. Những người này làm sao thế nhỉ? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cau mày, bởi vì nơi chụp ảnh phải được dọn dẹp sạch sẽ. Điều này liên quan đến bí mật và an toàn của bản thân vận động viên,
không thể qua loa được. Bì Nhã Văn cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức gọi một nhân viên công tác đến hỏi, những người kia là ai vậy? Bọn họ vào đây bằng cách nào? Những người này đến từ câu lạc bộ fan hâm mộ của Chiêm Thiên Thiên, đến trợ uy cho thần tượng cho bọn họ. Nhân viên công tác đáp lại, là người đại diện của hắn ta dẫn vào. Chiêm Thiên Thiên. Ninh Nhụy Nhụy nghe cái tên này có chút quen tai, lập tức nhớ ra người này hình như là ngôi sao của một cuộc thi tìm kiếm tài năng thần tượng năm ngoái, nghe nói thuộc đội bơi lội khi còn học cao trung, hiện tại đang là một trong những đỉnh lưu, tất nhiên được mời đến để gia tăng thêm nhiệt độ cho hoạt động. Đúng là, giải tán hết đi. Bì Nhã Văn có chút bất mãn quát nhẹ, những gì nói với các ngươi đều như gió thoảng bên tai đúng không? Không thể để cho nhiều người không liên quan đến như vậy vào đây. Nếu có khách quý tham gia hoạt động bị thương, các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Nhân viên công tác có chút không phục, đều là fan hâm mộ, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Hẳn, sắc mặt Bì Nhã Văn trầm xuống, tức giận nói, đây chính là thái độ làm việc của các ngươi sao? Lập tức đuổi những người đó ra ngoài cho ta. Nơi này không phải sân khấu ca nhạc, cũng không phải buổi biểu diễn dành cho thần tượng. Người tham gia chụp ảnh đều là nữ khách quý. Nếu xảy ra sự kiện chụp lén, các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Sắc mặt nhân viên công tác xanh đỏ không chừng, rất nhanh ước lượng được nặng nhẹ, lập tức chạy đi tìm người đại diện của vị tiểu thịt tươi kia. Ai muốn đuổi fan hâm mộ Thiên Thiên của chúng ta đi? Không bao lâu sau, một nữ nhân trung niên tướng mạo chanh chua lao đến, là ai, đứng ra cho ta. Là ta, thế nào? Bì Nhã Văn lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến? Ngươi tính là cái gì? Nữ nhân trung niên khinh thường trừng mắt nhìn Bì Nhã Văn, Thiên Thiên nhà chúng ta là đỉnh lưu giới thể thao hiện tại, được ông chủ của các ngươi đích thân mời đến chụp ảnh cho áp phích tuyên truyền. Nếu ngươi có bản lãnh thì gọi ông chủ của các ngươi đến nói chuyện, còn không thì câm miệng cho ta. Bì Nhã Văn hơi lúng túng một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ đến tiểu thịt tươi này lại do đích thân ông chủ của nàng mời. Lúc này, tiểu thịt tươi đã chụp xong, đại mã kim đao ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Bì Nhã Văn và Ninh Nhụy Nhụy, thái độ vô cùng ngạo mạn. Ông chủ của các ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên hỏi. Bì Nhã Văn nhỏ giọng đáp, hoạt động là do công ty thể thao Văn Cảnh, một công ty con của tập đoàn Đế Cảnh tài trợ. Ông chủ chính là Chiêm Văn Bân của Chiêm gia. Chiêm gia, Chiêm Văn Bân, Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cái tên này hình như nàng đã nghe qua ở đâu rồi. Lạc ca, là bá chủ tân nhiệm một phương Quế Thành, danh xưng hoàng đế không vương miệng của thế giới ngầm. Đương nhiên, đây chỉ là khẩu hiệu hắn ta dùng để tẩy não các tiểu đệ của mình mà thôi. Trên thực tế, trước mặt các gia tộc uy tín lâu năm ở Quế Thành, hắn ta cũng chỉ là một tiểu đệ trong số các tiểu đệ. Chứ đừng nói chi còn có các quái vật khổng lồ rắc rối khó gỡ khác ở kinh thành. Từ trước đến nay, Lạc ca luôn hiểu rõ điều này, biết mình chẳng qua chỉ là cái bô cho đám gia tộc hào môn. Vì thế, hắn ta chưa hề cao điệu làm việc, chỉ thấp điệu làm người. 10 năm trước, hắn ta chỉ là một tiểu lưu manh đầu đường xó chợ, sau đó giúp một công tử phú gia gánh tội giết người, ngồi tù 10 năm. Sau khi ra ngoài, gia tộc công tử phú gia kia đã cất cánh. Hắn ta tất nhiên cũng gà chó lên trời, thu được hồi báo cách xù vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta leo liên tục mấy bậc thang, trở thành một thế lực không thể khinh thường ở Quế Thành. Bây giờ, vị công tử phú gia kia đã có phân phó, hắn ta đương nhiên phải tận lực mà làm. Đã lựa chọn làm chó, khi làm việc còn phải chó hơn cả con chó. Họ Hạ, Lạc ca suy nghĩ một chút, toàn bộ Quế Thành dường như không có gia tộc nào họ Hạ. Hắn ta lập tức an tâm hơn một chút. Hắn ta móc điện thoại di động ra, bấm một dãy số, hôm nay Nhiếp Tiểu Lý có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào khác không? Đối diện vang lên âm thanh của một nữ nhân, không có. Cả ngày nay ta đều ở chung một chỗ với nàng ấy. Lạc ca lại hỏi, bên cạnh nàng ấy có người bạn nào họ Hạ hay không? Không có, đối diện vẫn phủ định, nhưng rất nhanh lại nói. Nhưng trên chuyến bay hôm nay có một hành khách họ Hạ dường như có quấy rối Tiểu Lý. Hắn tên gì, có ảnh chụp hay không? Lạc ca hỏi tiếp. Đương nhiên là có rồi. Đối diện mỉm cười, giọng điệu tranh công, dù sao cũng là chuyện do Lạc ca giao phó, làm sao ta có thể quên được. Người nào tiếp xúc với Tiểu Lý, ta đều quay lại video và chụp ảnh mà. Lạc ca nhướng mày,
không kiên nhẫn nói, ngươi bớt nói nhảm đi, mau gửi cho ta ảnh chụp và video, tiền sẽ không thiếu của ngươi đâu. Được rồi, Lạc ca, giọng nói của người đối diện lại càng thêm nũng nịu, người ta nhớ ngươi lắm đấy, nhưng bây giờ có chuyện, không thể đến gặp ngươi được, đúng là đáng tiếc. Lạc ca cũng lười đáp lại, chỉ nhìn hình ảnh và video được gửi đến, không khỏi cau mày, ngươi gửi cái gì thế? Tất cả đều bị cắt hết rồi. Ôi, lạ quá, ta rõ ràng chụp lén mà. Người đối diện cũng cảm thấy kỳ quái, vừa nãy vẫn còn tốt lắm mà, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lạc ca hỏi tiếp thế, người kia tên gì, có đặc điểm gì đặc biệt, đi chung với ai? Người kia tên Hạ Thiên, còn đặc điểm đặc biệt thì nhìn không ra. Dáng dấp thì, khi đối diện nói đến đây, hình như bị vấp chân, lời nói bị cắt thành hai đoạn, đẹp trai. Hắn đi cùng đại minh tinh Quế Thành Ninh Nhụy Nhụy, có vẻ rất thân mật. Ta biết rồi, Lạc Thành cúp điện thoại, lẩm bẩm tên Hạ Thiên, dáng dấp đẹp trai, đi cùng một chỗ với Ninh Nhụy Nhụy. Mặc dù không có hình ảnh và video, nhưng tin tức này cũng đủ để tìm người rồi. A Sai, ngươi vào đây. Lạc ca một chút cũng không chậm trễ, không nghĩ đến việc mặc quần, hô to ra ngoài. Tiếng hô này thiếu chút nữa khiến cho nữ thư ký đang ngồi dưới bàn công tác của hắn ta ngất đi. Lạc ca cúi đầu, nói với nữ thư ký, không có chuyện của ngươi, ngươi tiếp tục đi. Nữ thư ký a một tiếng, tiếp tục cúi đầu, yên lặng làm việc. Lạc ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lúc này, một người trẻ tuổi hình dáng ẻo lả, đeo bông tai đẩy cửa bước vào. Lạc ca nhìn người đến, mặt không đổi sắc nói, a Sai. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi giết người. Giết người, người trẻ tuổi đeo bông tai nhếch miệng, cười hỏi, giết mấy người? Một, mí mắt Lạc ca hơi nhướng lên, người này là sát thủ cao cấp mà hắn ta mua được từ Thái Lan, tiếng Trung còn bập bẹ, nhưng mở miệng ra là đầy mùi máu tanh. Nam tử đeo bông tai lại hỏi, Lạc ca muốn giết ai? Một người tên Hạ Thiên, không có ảnh, chỉ biết là rất đẹp trai. Đi cùng với Ninh Nhụy Nhụy ở Quế Thành, có thể là bạn trai của nàng ta. Lạc ca thuật lại tin tức mà hắn ta nghe được, tiếp tục nhấn mạnh, người chắc biết Ninh Nhụy Nhụy là ai. Hôm nay nàng ta có một hoạt động, cách nơi này không xa. Người qua thẳng đó một chuyến đi. Giết bạn trai của đại minh tinh hơi có chút nguy hiểm. Nam tử đeo bông tai lắc đầu, cũng không muốn tiếp nhận. Lạc ca tức giận khiển trách, người như ngươi sợ gì nguy hiểm. Không có ta. Người đã chết từ lâu ở Thái Lan rồi. Được, nể tình Lạc ca ngươi đã cứu ta, lần này không tính thêm tiền. Nam tử đeo bông tai nở nụ cười thâm trầm, ngươi có cần ta xử lý luôn Ninh Nhụy Nhụy hay không? Ta nghe nói Ninh gia và Chiêm gia có mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, cái này phải thêm tiền. Cút sang một bên, Lạc ca trừng mắt nhìn nam tử đeo bông tai, đây là chuyện Chiêm đại thiếu giao phó, ngươi tốt nhất nên làm cho gọn gàng. Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ giải quyết trong vòng một canh giờ. Ta là đệ nhất sát thủ Đông Nam Á mà. Nam tử đeo bông tai nở nụ cười kiêu ngạo, hai tay đút túi, có chút lười nhác bước ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm, Xuân Thiên. Hạ Thiên, hay là Thiên gì, mặc kệ đi, dù sao trong cái tên cũng có chữ Thiên, có quan hệ thân thiết với Ninh Nhụy Nhụy. Một số tin tức hắn ta không thể ghi nhớ, ai bảo hắn ta là người nước ngoài chứ. Tuy nhiên. Điều này không quan trọng. Quan trọng là người kia có quan hệ thân thiết với Ninh Nhụy Nhụy. Bể bơi Quế Thành, phòng nghỉ. Buổi trình diễn thời trang đã kết thúc, nhiệm vụ còn lại chính là chụp ảnh. Nhưng sân chụp ảnh đã bị tiểu thịt tươi kia chiếm đoạt. Cho nên Bì Nhã Văn chỉ có thể chờ đợi ở đây, oán giận trong lòng đúng là khó bình. Ninh Nhụy Nhụy vẫn còn khá bình tĩnh, cũng không vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Chiêm gia đúng là càng lúc càng bá đạo, Bì Nhã Văn phàn nàn, ngay cả một tiểu minh tinh dưới trướng bọn họ cũng có thể lên mặt. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại quá quen thuộc với tình huống này. Dù sao Ninh gia của nàng cũng không phải gia tộc nhỏ, từ đỏ đã mưa dầm thấm đất không ít. Bì tỷ tỷ, người đừng quá kích động, Ninh Nhụy Nhụy nói, chỉ cần không làm chậm trễ chính sự, tùy bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng việc cũng đã chậm trễ rồi. Bì Nhã Văn vẫn buồn bực không thôi, ban đầu, thời điểm hiện tại chính là đến phiên ngươi chụp. Kết quả hắn ta chiếm lấy chỗ chụp ảnh còn không nói, đám fan hâm mộ kia lại càng không nhường đường. Rất nhiều nhân viên công tác bị cản bên ngoài,
Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Ninh Nhụy Nhụy cũng khẽ lắc đầu. Nàng không phải có ý kiến đối với tiểu thịt tươi đó, chỉ là có chút chướng mắt với thái độ làm việc của bọn họ. Kiêu ngạo là một chuyện, nếu có tài năng thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đã không có bản lãnh hơn người mà còn kiêu ngạo, như thế gọi là cuồng, quả thật là tự hủy căn cơ. Lưu lượng như vậy quá hư ảo, đám tiểu thịt tươi không nắm bắt được, cuối cùng cũng chỉ là thứ đồ chơi cho người khác mà thôi. Chiêm gia lớn lối như vậy, sớm muộn gì cũng xong đời. Bì Nhã Văn tức giận, vô thức nói một câu. Ngươi nói cái gì? Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói cực kỳ tức giận, ngươi có ngon thì lặp lại lần nữa đi. Bì Nhã Văn giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thịt tươi kia và người đại diện của hắn ta đang chậm rãi bước đến. Nếu ta không nghe lầm, vừa nãy ngươi đang nói xấu Chiêm gia chúng ta. Chiêm Thiên Thiên mặc quần bơi, toàn thân trắng bệt giống như thịt heo ngâm nước, ngươi có nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Bì Nhã Văn rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói, đó là do ngươi nghe nhầm thôi. Thật sao? Chiêm Thiên Thiên cười lạnh, cũng không có ý tốt, Bì lão sư cho rằng lỗ tai của ta có vấn đề. Tuổi còn trẻ mà bị điếc. Lỗ tai ngươi có vấn đề thì ngươi nên đi tìm bác sĩ. Bì Nhã Văn cũng lười nói nhiều với người này, nếu ngươi đã chụp xong, vậy thì ngươi nhường chỗ lại. Đằng sau còn có không ít người đang xếp hàng chờ chụp đấy. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi đi chụp ảnh đi. Chiêm Thiên Thiên liếc mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, mỉm cười nói, đây không phải thần thoại của giới thể thao Ninh Tiểu Thư sao? Từ nhỏ ta đã xem ngươi tranh tài, nghĩ không ra ngươi lại xinh đẹp đến như thế. Ngươi có muốn chụp ảnh chung với ta không? Nhất định có thể tạo được tiếng vang rất lớn. Không cần đâu. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cảm giác ánh mắt của người này không ổn, che giấu mấy phần dâm ô. Sắc mặt Chiêm Thiên Thiên ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ đến Ninh Nhụy Nhụy lại từ chối hắn ta. Hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười, Ninh tỷ tỷ không phải thẹn chứ. Hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, hắn ta vô thức liếc mắt. Người đại diện của hắn ta lập tức tìm cớ kéo Bì Nhã Văn ra khỏi phòng nghỉ, còn thuận tay đóng cửa lại. Ngươi muốn làm cái gì? Ninh Nhụy Nhụy còn không biết tên tiểu tử này có ý đồ gì. Cô nam quả nữ, người nói còn có thể làm gì? Ta đã chơi qua nữ sinh thể thao, nhưng thần thoại của giới thể thao thật đúng khiến cho người ta trông mà thèm. Chiêm Thiên Thiên thấy cửa đã đóng, cũng không cần giả bộ nữa. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh không thôi, có chút khinh bỉ nhìn đối phương, người đã dùng một chiêu này hại không ít thiếu nữ rồi phải không? Hại, Ninh tỷ tỷ nói đùa. Những nữ sinh kia đều nói ta là Bồ Tát sống. Sắc mặt Chiêm Thiên Thiên hiện lên sự ngạo nghễ, vô cùng tự đại nói, ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Hơn nữa, ta là tiểu thịt tươi, năm nay mới 19 tuổi, ngươi cũng đã sắp 30, nói thế nào cũng là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Ngươi tên Chiêm Thiên Thiên, Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên hỏi, bây giờ ngươi quay người rời đi, sau đó đến cục cảnh sát tự thú vẫn còn kịp. Đừng khách sáo, cứ gọi ta Thiên Thiên là được. Chiêm Thiên Thiên mỉm cười, từng bước bước đến gần Ninh Nhụy Nhụy, hoặc ngươi có thể gọi ta là chồng cũng không sao, cho dù là tiểu tâm can, a. Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhiều với hắn ta, đá thẳng một cước, đá Chiêm Thiên Thiên ngã lăn ra đất, sau đó mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài. Cay thật, nhưng ta thích. Chiêm Thiên Thiên liếm môi một cái, mỉm cười dữ tợn, người ta nói đánh chính là yêu. Ta sớm muộn gì cũng chinh phục được ngươi. Nói xong, hắn ta đứng lên, chỉnh lại quần áo, sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng nghỉ. Lúc này, phía đối diện bước đến một nam tử đeo bông tai, tươi cười hỏi, ngươi tên là cái gì Thiên nhỉ? Ta vừa nhìn thấy ngươi và Ninh Nhụy Nhụy tuần tự từ trong phòng nghỉ đi ra, đúng không? Ngươi là ai? Chiêm Thiên Thiên nhìn người đến, cho rằng hắn ta chính là phóng viên trà trộn vào, không hề lo lắng nói, đúng. Vậy thì sao? Ngươi tốt nhất đừng nên viết bậy, nếu không, ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Tên đúng, dáng dấp đẹp trai, lại đi cùng một chỗ với Ninh Nhụy Nhụy. Xem ra chính là ngươi. Nam tử đeo bông tai gật đầu, lòng bàn tay xuất hiện một con dao, đâm thẳng vào tim Chiêm Thiên Thiên, sau đó rất nhanh rút trở về, đút trở lại vào trong túi quần rồi xoay người rời đi. Lúc này, ngực của Chiêm Thiên Thiên thậm chí còn không có máu chảy ra. A, Thiên Thiên, Thiên Thiên đang ở đây.
từ đằng xa có một đám nữ sinh thét lên chói tai vọt đến. Nam tử đeo bông tai hơi cúi đầu, nhường đường cho các nàng, sau đó chậm rãi bước ra bể bơi, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Trước bể bơi tập trung một đám người rảnh rỗi. Đã có fan hâm mộ của tiểu thịt tươi, cũng sẽ có fan hâm mộ của những người tham gia hoạt động khác. Bọn họ đều mộ danh mà đến, thuộc fan hâm mộ chân chính, cho nên ngay cả cửa còn không vào được. Ở bên trong thay bọn họ phất cờ hò reo, tất cả đều là fan hâm mộ vận động viên bỏ tiền ra thuê. Dù sao, trong số fan hâm mộ thật sự rất có thể cũng sẽ có thành phần không tốt trà trộn vào với mục đích gây sự. Thời gian trước có một hoạt động của một minh tinh, nàng ta bị một fan hâm mộ xông lên đài cưỡng hôn, gây nên một trận rối loạn thật lớn. Điều này thật ra cũng là cân nhắc cho hoạt động, đảm bảo mặt mũi cho khách quý tham gia, không đến mức xuất hiện vấn đề về an toàn. Mặc dù những fan hâm mộ này không được vào bên trong, nhưng vẫn náo động lên một chút phong ba nhỏ. Chủ yếu vẫn là do vấn đề vị trí, có người cảm thấy ca ca nhà ta vô địch thiên hạ, cho nên phải chiếm vị trí trung tâm. Lập tức có người phản bác, đây là hoạt động của giới thể thao, đương nhiên là do lão đại giới thể thao chiếm vị trí trung tâm. Rất nhanh lại có người không phục, dựa vào cái gì người này là lão đại, thế ca ca của ta là ai? Luận thành tích, luận ảnh hưởng, có chỗ nào không mạnh hơn lão đại nhà ngươi? Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy đã giải nghệ, nhưng người yêu mến nàng cũng không ít. Đương nhiên những người này cũng gia nhập chiến đoàn. Nhụy Nhụy nhà chúng ta là thần thoại giới thể thao. Nàng ấy phải nằm ở vị trí trung tâm, nhà các ngươi phải đứng sang một bên. Một bà già đã giải nghệ, lấy cái gì mà so sánh với ca ca của chúng ta? Giải nghệ thì nên thành thật lấy chồng, ở nhà giúp chồng chăm con, còn lộ mặt ra ngoài làm gì? Hơn phân nửa còn không phải vì tiền sao? Ra ngoài rát rau hẹ. Fan hâm mộ của Ninh Nhụy Nhụy lập tức phản bác, đánh giấm. Nhụy Nhụy là thần thoại giới thể thao. Nàng ấy kiếm được tiền còn nhiều hơn mấy nhà các ngươi cộng lại. Lại có một fan hâm mộ giải thích, hơn nữa, người mắng ai là bà già. Nhụy Nhụy chẳng qua chỉ là giải nghệ sớm, còn trẻ hơn người của các ngươi. Lần trước, ca ca nhà ta hoạt động kiếm lời rất nhiều. Bà già kia có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Đoán chừng nàng ta cũng chỉ có thể bồi mấy ông chú uống rượu mà thôi. Ha ha ha, a, ai ném đá vào mặt ta thế? A, những người mở miệng nói xấu Ninh Nhụy Nhụy, người nào cũng bị ném đá vào mặt, răng rơi mất mấy cái, miệng sưng đến không còn hình dáng. Là ai thế? Những người khác liên hợp lại, tìm hung thủ đánh bọn họ. Rất nhanh, có người phát hiện. Chỉ vào tấm biển quảng cáo, ở đó kìa, nhất định là hắn. Có người đang đứng dựa vào tấm biển quảng cáo, tay cầm mấy cục đá, tùy tiện ném xuống. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nối thành một mảnh. Dám nói xấu tiểu muội chân dài, đây chỉ là một bài học cảnh cáo cho các ngươi mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Ngươi là ai? Chúng ta mắng Ninh Nhụy Nhụy có liên quan gì đến ngươi? Có người không phục giống to với Hạ Thiên. Ngươi không phải là liếm chó của bà già kia chứ? Hạ Thiên đột nhiên nhảy đến trước mặt người kia, một cước đạp tới, thằng ngu ngươi muốn chết đúng không? Ngươi nói thêm một câu bà già nữa xem, tiểu muội chân dài là nữ nhân của ta, là vợ tương lai của ta. Ai cũng không được phép nói xấu nàng ấy, nếu không, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Người kia quay giữa không trung hai vòng rưỡi, sau đó rơi bịch xuống đất, đau đến mức không nói nổi câu nào. Những người khác thấy vậy, không khỏi nhận sợ, lập tức im miệng. Ngươi vừa nói Ninh Nhụy Nhụy là nữ nhân của ngươi. Lúc này, một nam tử đeo bông tai đã thoáng gặp qua Hạ Thiên lúc đầu, nghe được hắn nói, lại lui trở về, vậy ngươi tên gì? Chẳng lẽ cũng tên Thiên? Hạ Thiên nhìn người này, lười biếng nói, liên quan gì đến ngươi? Giết người xong thì nên chạy nhanh một chút, đừng ở đây làm chậm trễ thời gian của ta. Ngươi muốn ăn đòn mà. Làm sao ngươi lại biết ta giết người? Nam tử đeo bông tai hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, còn nữa, ngươi biết ta đã giết người, ngươi còn dám nói ta muốn ăn đòn, ta thấy ngươi mới muốn, a. À. Phiền phức quá, cút sang một bên. Hạ Thiên lười nói nhảm với người này, bay thẳng một cước đạp bay người này ra ngoài. Sau đó, hắn chậm rãi bước vào bể bơi. Chấm. Đã nói chuyện xong rồi, chúng ta có một tiếng để chụp ảnh.
Bì Nhã Văn thấy Ninh Nhụy Nhụy đang đi về phía mình, lập tức tiến lên, người đại diện của Thiên Thiên phiền chết đi được, lại buồn nôn, phải hứa đủ chỗ tốt mới chịu đi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, phòng chụp ảnh đã được dọn dẹp, người mau đi thay áo tắm thể thao đi. Tổng cộng có 5 bộ. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vừa rồi, tiểu tử kia không làm gì ngươi chứ. Bì Nhã Văn thấy Ninh Nhụy Nhụy không nói gì, không khỏi xích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Hắn ta có thể làm gì ta chứ? Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự khinh thường, thể trạng đó, trắng bệch, yếu không ra gió, lại còn là vận động viên. Bì Nhã Văn thầm nghĩ cũng đúng. Ninh Nhụy Nhụy là thần thoại giới thể thao, tố chất cơ thể vượt qua người bình thường. Cho dù nàng gặp phải lưu manh ngoài đường cũng có thể một cước đạp choáng. Loại tiểu thịt tươi kia đích thật không thể làm gì nàng. Lý lịch của tiểu thịt tươi kia đúng là không thể tin. Bì Nhã Văn nghe Ninh Nhụy Nhụy nói xong, liền cười nói, biết đạp xe thì được khen là kỳ tài, biết giải phương trình bậc 2 thì được nổ thành học bá, nhỏ hai giọt nước mắt thì được ca ngợi kỹ năng diễn xuất tốt, cường điệu đến chết người, không giống như thế hệ của các ngươi, đều là vận động viên với thể lực mạnh. Điều kiện cơ thể rất tốt. Cho dù có chụp như thế nào cũng đều rất đẹp. Ninh Nhụy Nhụy ôm chồng áo tắm Bì Nhã Văn đưa đến, chậm rãi bước đến phòng thay quần áo. Qua mấy giây, nàng bỗng nhiên lên tiếng, số đo này có phải nhỏ hơn một chút hay không? Không nhỏ đâu, dựa theo số đo năm ngoái của ngươi mà đặt. Bì Nhã Văn sửng sốt, đi vào nhìn thoáng qua, gương mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không phải ngươi béo lên chứ? Tại sao quần áo lại nhỏ được? Khoan đã, ngươi có bạn trai rồi à? Ninh Nhụy Nhụy sững sờ, lập tức hiểu ý trong lời nói của Bì Nhã Văn, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Thiên. Tên lưu manh đó thường xuyên sờ tới sờ lui trên người nàng, chẳng lẽ hữu dụng? Thật có bạn trai rồi. Bì Nhã Văn là người từng trải, nhìn biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy, lập tức hiểu ra, đám phóng viên kia đúng là không chịu góp sức gì hết, không chịu dò dỉ ra chút tin tức gì. Cho dù bị đám phóng viên chụp được, cũng không đăng được lên trên mạng, nhất định sẽ bị bé ngoan xóa đi. Đối phương là ai? Công tử nhà nào? Hay là đồng nghiệp? Bì Nhã Văn bắt đầu nhiều chuyện. Tuy nhiên, nàng nói chuyện rất nắm chắc, cho dù có truy vấn cũng không khiến người ta phản cảm. Hẳn có thể mặc được mà. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác thân hình của mình cũng không có thay đổi gì quá lớn. Nàng thay một bộ quần áo liền mảnh, quả nhiên ngoại trừ ngực hơi lớn một chút. Những chỗ còn lại vô cùng vừa vặn. Bì Nhã Văn ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cảm thán, dáng người của ngươi thật sự rất tuyệt, có thể nói là hoàn mỹ, chính là một tác phẩm nghệ thuật, nhất là đôi chân dài này, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Ngươi quá khen rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian chụp ảnh đi. Ninh Nhụy Nhụy buộc tóc lên, sau đó dùng dây thun cột lại. Được rồi, ta cũng đang vội đây. Dục vọng sáng tạo của Bì Nhã Văn cũng bị khơi gợi, vô số hình ảnh yêu mỹ không ngừng hiện lên trong đầu nàng, lần này nhất định có thể chụp ra một tác phẩm tuyệt mỹ. Hai người đang định tiến hành chụp ảnh, bên ngoài lập tức vang lên tiếng ồn ào, âm thanh lớn đến mức có thể quấy nhiễu toàn dân. Chuyện gì xảy ra vậy? Bì Nhã Văn đang chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc, kết quả còn chưa chụp được tấm nào, Nhã Hứng đã bị tiếng ồn ào bên ngoài phá hỏng, lại là tiểu thịt tươi kia sao? Có chịu ngừng hay không vậy? Hắn ta muốn quẩy cùng đám fan hâm mộ thì đi tổ chức buổi hòa nhạc mà quẩy, làm cái gì ở đây chứ? Hình như có chút không ổn. Thính lực của Ninh Nhụy Nhụy vượt xa Bì Nhã Văn, tìm ra được tin tức hữu hiệu bên trong tiếng ồn. Nào, chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Người đứng đó đi, để ta ra ngoài xem tình huống một chút. Bì Nhã Văn khoát tay với Ninh Nhụy Nhụy, rất nhanh bước ra khỏi phòng chụp ảnh. Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng nghe được có người hô chết người rồi, hơn nữa còn không nghe lầm, người chết chính là Chiêm Thiên Thiên. Nàng và tên tiểu tử kia mới không gặp mặt có mấy phút, người này đã chết, đúng là có chút cổ quái. Nàng cảm thấy nhất định phải đi xem tình huống như thế nào. Còn chưa đến cửa, Ninh Nhụy Nhụy đã cảm thấy bên hông siết chặt, có một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng. Là ai? Đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy lập tức bổ ra ngoài. A, tiểu muội chân dài, nàng trong diện mạo này nhìn rất đẹp. Người đến quả nhiên là Hạ Thiên. Hắn đang cười hì hì nhìn nàng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn trên dưới người nàng, mấy loại quần áo như thế này, về sau nàng nên mặc nhiều hơn. Đương nhiên chỉ có thể mặc cho ta xem mà thôi.
Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mặc một bộ áo tắm bó sát, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác nhưng không che được hết. Đôi chân dài dùng tư thế chữ mã bổ vào vai Hạ Thiên. Mỹ cảm này thật sự rất khó tả. Hạ Thiên thích vô cùng. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy Hạ Thiên, lập tức thu lại cặp chân dài, tức giận nói, không phải ta bảo ngươi ở nhà sao, tại sao ngươi lại theo đến đây? Ở nhà buồn quá, Hạ Thiên nghiêm túc nói, hơn nữa, ta không phải theo tới mà là tự mình tìm tới. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Hạ Thiên mỉm cười giải thích, bởi vì ta không phải đi theo nàng đến đây. Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa. Ninh Nhụy Nhụy lập tức nhớ đến tình huống bên ngoài, không khỏi hỏi, chuyện bên ngoài có phải ngươi gây ra không? Hạ Thiên hỏi ngược lại, chuyện bên ngoài là chuyện gì? Bớt làm bộ đi, thính lực của ngươi còn tốt hơn cả ta, không có khả năng không biết. Ninh Nhụy Nhụy thật sự có chút hoài nghi là do Hạ Thiên làm. Dù sao tiểu tử kia cũng vừa mới có ý đồ với nàng. Với tính cách của Hạ Thiên, tiện tay xử lý cũng không phải là chuyện không thể nào. À, nàng đang nói đến tên ngu ngốc đã chết kia. Hạ Thiên làm bộ giật mình, cười nói, không có liên quan gì đến ta đâu. Hắn ta không phải do ta giết. Vừa dứt lời, Bì Nhã Văn đã hoảng hốt chạy về, thậm chí còn không nhìn thấy Hạ Thiên, vọt thẳng đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, thảm rồi, chết người rồi. Hoạt động đoán chừng không thể tiếp tục được nữa. Nói không chừng ta còn phải cõng nổi đấy. Ai chết, Chiêm Thiên Thiên sao? Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy đã biết nhưng vẫn hỏi một câu để xác nhận lại. Bì Nhã Văn uống một chai nước lớn, nhẹ gật đầu, đúng, chính là hắn ta, nghe nói ngực bị đâm một dao, bị đám fan hâm mộ kéo mạnh để chụp ảnh, máu từ ngực liền chảy ra, phun đầy đất, vừa mới đưa lên xe cấp cứu, hy vọng còn có thể cứu sống. Hạ Thiên ngáp một cái, cứu không được đâu, tên ngốc đó một đao mất mạng, sở dĩ có thể chống đỡ được một lát là do đao pháp của hung thủ tốt thôi. Nói như vậy là chết chắc, Bì Nhã Văn cảm khái không thôi, đột nhiên quay sang nhìn Hạ Thiên, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, rồi nhảy dựng lên, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Chào ngươi, ta tên Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười tự giới thiệu với Bì Nhã Văn, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ, vừa là đệ nhất soái ca cũng là đệ nhất thần y. A, hạnh ngộ, Bì Nhã Văn sửng sốt một chút, đang định bắt tay với Hạ Thiên. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, này, người đùa bỡn ta đúng không? Ta đùa bỡn ngươi cái gì? Hạ Thiên có chút không hiểu. Bì Nhã Văn nghiến răng, trừng mắt nói với Hạ Thiên, ta chẳng quan tâm ngươi tên gì. Tại sao ngươi lại trà trộn vào đây? Nơi này là nơi người rảnh rỗi có thể tiến vào sao? Ta biết, Hạ Thiên gật đầu, cười nói, nhưng ta không phải người rảnh rỗi, cũng không phải trà trộn vào mà là trực tiếp đi vào. Nhụy Nhụy. Người này thân phận không rõ, nhìn sao cũng không giống người tốt. Nói không chừng Thiên Thiên chính là do hắn giết. Trong lòng Bì Nhã Văn cảm thấy có chút bất an, tiến lên nắm tay Ninh Nhụy Nhụy, người đi nhanh một chút, không thể để hắn hại ngươi được. Hạ Thiên khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt, đầu óc của ngươi có vấn đề à? Đầu óc của ngươi mới là có vấn đề. Bì Nhã Văn kéo Ninh Nhụy Nhụy ra sau lưng, tiện tay quơ một vật chỉ vào Hạ Thiên, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Tóm lại, ngươi không được làm loạn. Ta đã gọi bảo an, ngươi tốt nhất nên đi nhanh một chút. Tiểu muội chân dài, người bạn này của nàng xem ra đầu óc không được tốt cho lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, nàng không có ý định nói gì sao? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, biểu hiện giống như xem trò vui, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi nhìn không giống như người tốt. Không thể nào, Hạ Thiên lắc đầu, thần tiên tỷ tỷ đã nói ta thiên tính thiện lương. Trên đời này không ai tốt hơn so với ta. Hơn nữa, ta đẹp trai như thế, vừa nhìn là biết người tốt. Tiểu muội chân dài, chẳng lẽ nàng không nhìn ra? Ninh Nhụy Nhụy lườm Hạ Thiên một cái, được rồi, ta biết ngươi đẹp trai, đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngươi, các ngươi quen biết nhau à? Lúc này, Bì Nhã Văn mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Ninh tiểu thư, rốt cuộc hắn là ai? Chúng ta đương nhiên quen biết nhau rồi. Hạ Thiên đoạt trước một bước, lên tiếng nói, bởi vì ta là chồng tương lai của nàng ấy mà. Bì Nhã Văn nghe xong, vô thức cảm thấy Ninh Nhụy Nhụy hẳn phải nên tức giận, nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện trên mặt Ninh Nhụy Nhụy không hề xuất hiện thần sắc phản cảm. Chẳng lẽ là thật?
Đương nhiên là thật rồi. Hạ Thiên bĩu môi, nước chảy mây trôi nói, nếu không tin, người có thể hỏi tiểu muội chân dài đi. Người nói tiểu muội chân dài là, Bì Nhã Văn cau mày, có chút không hiểu hỏi ngược lại. Hạ Thiên cảm khái lắc đầu, tiểu muội chân dài chính là tiểu muội chân dài. Chẳng phải nàng ấy đang đứng bên cạnh ngươi sao? Lại quay sang Ninh Nhụy Nhụy nhắc nhở, tiểu muội chân dài, bây giờ ta biết vì sao nàng lại ngốc như vậy, bởi vì những người bạn của nàng cũng đều quá ngu ngốc. Ngươi mới là ngốc đấy. Ninh Nhụy Nhụy không muốn dẫn Hạ Thiên đến, chính vì nàng biết đại khái sẽ là cục diện này, Bì Tì là người tổ chức hoạt động lần này, cũng là người chụp ảnh cho ta. Hạ Thiên trực tiếp cho ra kết luận, thế kỹ năng chụp ảnh của nàng ấy chẳng ra sao cả. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bì Nhã Văn nghe Hạ Thiên dám chất vấn tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình, không khỏi cau mày mất hứng. Bởi vì ngươi quá ngu ngốc, Hạ Thiên hờ hững nói, mấy loại áo tắm này có gì đẹp đâu. Nó đẹp là vì nó được tiểu muội chân dài mặc. Bì Nhã Văn hiển nhiên không tiếp nhận được kết luận võ đoán như thế, ngươi thì biết cái gì? Cái dám, ta nhất định biết, Hạ Thiên cười phản bác, nếu ngươi hiểu, vậy thì ngươi chẳng có gì để kiêu ngạo. Được rồi, cãi nhau có ý nghĩa gì đâu. Hai người ngưng lại đi. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên thật ra rất ngây thơ, thường xuyên vì những chuyện dâu ria mà tranh luận không biết chán với người khác. Nếu không ngăn hắn lại, hắn có thể cãi đến ngày mai. Bì Nhã Văn dĩ nhiên cũng ý thức được, nàng hoàn toàn không nhất thiết phải cãi nhau với Hạ Thiên, nhất là trong hoàn cảnh như lúc này. Thời gian cấp bách, chỉ bằng chúng ta tranh thủ chụp ảnh cho xong đi. Bì Nhã Văn suy nghĩ một chút, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, lập tức hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn đến như thế, ngươi còn dự định tiếp tục chụp ảnh. Cũng bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới phải tranh thủ. Lúc này, Bì Nhã Văn thể hiện ra là một người cuồng công việc, cảnh sát hẳn một lát nữa mới đến. Nếu bây giờ không chụp, hoạt động này có tiếp tục hay không cũng là một vấn đề. Vậy thì đừng chụp, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Hắn cũng không hy vọng hình ảnh Ninh Nhụy Nhụy mặc áo tắm lan truyền ra ngoài. Bì Nhã Văn bất mãn nhìn Hạ Thiên, mặc dù ngươi là bạn trai của Ninh Tiểu Thư, nhưng ngươi cũng đừng nên ảnh hưởng công việc hàng ngày của nàng ấy chứ. Ta không có ảnh hưởng. Hạ Thiên khinh thường nói, ta đang ngăn cản. Hình ảnh tiểu muội chân dài mặc áo tắm cũng chỉ có ta có thể nhìn, người khác không có tư cách nhìn. Ngươi đúng là tư tưởng cổ hủ, tuyệt không khai hóa. Bì Nhã Văn tức giận phê bình, thuận tiện phổ cập kiến thức liên quan đến mỹ học cho Hạ Thiên nghe. Đáng tiếc, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Cộc cộc cộc. Lúc này, tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên, có người trách móc, người bên trong mau mở cửa ra. Bành. Bì Nhã Văn đang định bước ra mở cửa, cánh cửa đã bị người ta một cước đạp bay. Mấy đại hán mặc Âu phục tuần tự xông vào, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm ba người Hạ Thiên. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Bì Nhã Văn liếc qua những người này, phát hiện bọn họ không phải cảnh sát, cũng chẳng phải bảo an bảo vệ hoạt động. Người dẫn đầu đeo kính râm, lạnh giọng hỏi, nơi này chỉ có hai người, ba người các ngươi đúng không? Đúng, thế nào? Bì Nhã Văn đáp lại. Được, mang đi hết. Nam nhân đeo kính râm nhẹ gật đầu, thấp giọng quát thuộc hạ của mình. Một nam nhân mặc Âu phục đen lập tức bước đến trước mặt Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy, còn có Bì Nhã Văn, muốn bắt bọn họ lại. Các ngươi muốn làm gì? Bì Nhã Văn hoảng sợ thét to, bảo an đâu? Có ai không, bắt cóc, giết người rồi. Câm miệng, nam nhân kính râm vung tay đánh cho Bì Nhã Văn một bạt tai, lạnh giọng nói, chúng ta là bảo tiêu Chiêm gia, phụng mệnh đến thương lượng một số việc với các ngươi. Ngươi đừng có không biết tốt xấu, nếu gây ra vấn đề gì, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Bì Nhã Văn nghe đối phương là người của Chiêm gia, sắc mặt sầm lại nhưng ngoài miệng vẫn nghi ngờ hỏi, cho dù các ngươi là người của Chiêm gia, các ngươi cũng không có quyền tùy tiện bắt người. Có chuyện gì cũng phải báo cảnh sát. À, ta không có ý kiến. Lời còn chưa nói xong, một khẩu súng đã đè lên lưng Bì Nhã Văn, khiến nàng lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi làm như vậy không khỏi quá bá đạo rồi. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, bất mãn nói. Nam tử đeo mắt kính nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, tiểu thiếu gia nhà ta chết không minh bạch ở đây, còn ngươi chính là người cuối cùng gặp hắn ta. Mang ngươi đi tra hỏi có vấn đề gì chứ? Ha ha,
Chiêm gia đúng là cuồng đến không biên giới. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, ngay cả việc của cảnh sát cũng dám đoạt, người coi mình là hoàng đế miệt vườn à. Nếu Ninh tiểu thư có ý kiến thì cứ việc nói. Nam nhân đeo mắt kính móc ra một khẩu súng, nhưng bây giờ, người nhất định phải đi theo ta. Nếu ta không đi theo ngươi thì sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, ta ghét nhất người khác cầm súng chỉ vào ta. Đương nhiên cũng không thích người khác cầm súng chỉ vào người nữ nhân của ta. À, thật sao? Nam nhân đeo kính râm khinh thường đến trước mặt Hạ Thiên, cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của hắn, bây giờ, có phải ngươi rất không dễ chịu đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, ngươi có thể gọi điện thoại về, bảo cha mẹ chọn cho một ngôi mộ có phong thủy tốt, chắc là cần ngay bây giờ đấy. Bành! Nam nhân đeo kính râm hiển nhiên phách lối đã quen, không nói hai lời bắn một phát súng vào chân Hạ Thiên, quát lớn, bây giờ thì thế nào? Bây giờ ngươi nên hỏi ngươi thì hay hơn. Hạ Thiên cười nói. Sao? Nam nhân đeo kính râm sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chân của Hạ Thiên lông tóc không thương. Vậy phát súng vừa rồi hắn ta bắn trúng ai? Còn chưa bình tĩnh lại, chân của hắn ta đã mềm nhũn, cả người quỳ gối xuống trước mặt Hạ Thiên. A! À, nam nhân đeo kính râm đau đến hét thảm lên. Lúc này, mấy bảo tiêu mặc Âu phục đen còn lại biến sắc, vội xông đến Hạ Thiên. Tất cả không được động đậy. Nam nhân đeo mắt kính đen bình tĩnh lại, cắn chặt răng, sau đó ngẩng đầu hận thù nhìn chằm chằm Hạ Thiên, xem ra, chính là ngươi đã giết tiểu thiếu gia nhà ta. Tên ngu ngốc đó dám đánh chủ ý tiểu muội chân dài của ta, xác thực đáng chết. Hạ Thiên lười biếng đáp, nhưng hắn ta không phải do ta giết. Chính là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Nam nhân đeo kính râm nhận định chính là Hạ Thiên. Nghiến răng chịu đau, chậm rãi đi ra ngoài, người chờ đó cho ta, việc này chưa xong đâu. Chúng ta đi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta có nói qua các ngươi có thể đi sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ánh mắt nam nhân đeo kính râm ngưng lại, giọng nói lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ chúng ta lại, ngươi có bản lãnh này hay sao? Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, được rồi, ngươi không cần thiết phải làm khó xử đám tiểu lâu la này. Tiểu muội chân dài, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên cảm thấy đám bảo tiêu này đúng là ngu hết chỗ nói, ta làm khó bọn họ làm gì. Ta chỉ bắt bọn họ trả giá một chút mà thôi. Bằng không, chẳng phải tùy tiện thằng ngu nào cũng có thể cầm súng chỉ vào người của ta. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá đắc ý quên hình. Nam nhân đeo kính râm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bây giờ lão tử về thông báo cho gia chủ, nếu không, ta đã trực tiếp phế bỏ ngươi rồi. Vậy thì đến đây đi, Hạ Thiên khinh thường nói, lười biếng đứng ngay tại chỗ ta đứng im ở đây đây. Ngươi đến phế ta thử một chút xem sao. Nam nhân đeo kính râm sửng sốt 2-3 giây, sau đó nói, nếu ngươi cứ nhất định muốn chết, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam nhân đeo kính râm đưa mắt, đám bảo tiêu còn lại lập tức cùng nhau bóp cò. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã bị bắn thành cái sàng. À, Bì Nhã Văn bị dọa đến ôm lỗ tai, cả người co lại thành một cụm, thiếu chút nữa tè cả ra quần. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại bình tĩnh hơn, nàng đương nhiên không lo lắng an nguy của Hạ Thiên, nhưng đám bảo tiêu Chiêm gia chắc chắn chết 100%. Tuy nhiên, nàng không nghĩ ra vì sao Chiêm gia lại phách lối đến như vậy. Bọn họ dám công khai nổ súng giết người, cho dù Chiêm gia là nhà giàu nhất Quế Thành, cũng không thể không kiêng nể gì mà hành động như thế. Điều này nói rõ Chiêm gia nhất định còn có thứ khác để cậy vào. Bằng không, tuyệt đối không dám tìm đường chết như vậy. Hừ, ta còn tưởng rằng là cao thủ ẩn tàng, kết quả còn không tránh được đạn. Nam nhân đeo kính râm nhìn thấy cơ thể Hạ Thiên đã bị bắn nát, khinh thường phun một bãi nước bọt. Vết thương bị đạn bắn trên đùi cũng không còn đau như trước. Hắn ta nói với thuộc hạ của mình, các ngươi mau đem hai nữ nhân này trở về giao nộp. Lúc này, một nữ nhân trung niên từ ngoài cửa chạy vào, hô lớn với nam nhân đeo kính râm, chồng, không xong rồi, không xong rồi, không thấy Thiên Thiên đâu. Ngươi nói cái gì, ai không thấy? Nam nhân đeo kính râm cả kinh đến tròng mắt sắp rơi ra, nắm chặt vai của nữ nhân trung niên, quát hỏi, ta vừa mới tự tay đưa tiểu thiếu gia lên xe cứu thương, còn cố ý dặn dò ngươi, tại sao bây giờ lại không thấy? Nữ nhân trung niên này chính là người đại diện của Chiêm gia. Nhưng không nghĩ đến bà ta lại là vợ của đầu lĩnh bảo tiêu Chiêm gia.
nhưng thật sự là không thấy. Nữ nhân trung niên bị hù ngã, còn chưa tỉnh hồn, xe cứu thương vừa ra ngoài không bao lâu, mắt ta liền nháy một cái, Thiên Thiên đã không thấy tăm hơi. Ngực của cậu ấy bị trúng một dao, chảy rất nhiều máu, không thể tự mình đi được. Hơn nữa cửa xe cứu thương còn đóng. Ngươi nói có phải ta gặp quỷ hay không? Bốp! Nam nhân đeo kính râm vung tay tát đến, tát mặt nữ nhân trung niên đến sưng to, con mẹ nó, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ? Nếu không phải quỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân trung niên ôm mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nam nhân đeo kính râm, dùng ánh mắt còn lại nhìn thi thể trên mặt đất, lập tức mở to mắt nhìn cái này, đây không phải là... Là một tên gia hỏa rắc rối vừa mới bị bắn chết. Nam nhân đeo kính râm nói với nữ nhân trung niên, bây giờ, chuyện quan trọng nhất của ngươi chính là tìm tiểu thiếu gia cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nữ nhân trung niên không nghe được chồng của bà ta nói gì, lập tức nhào đến, Thiên Thiên, Thiên Thiên, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi gọi loạn gì thế? Kia là, a, tiểu thiếu gia. Nam nhân đeo kính râm đang định chửi ầm lên. Mắt nữ nhân người bị mù à, kết quả nhìn kỹ lại, người nằm trên mặt đất đột nhiên biến thành chim Thiên Thiên. Mặc dù cơ thể của hắn ta có không ít vết đạn, nhưng gương mặt anh tuấn ẻo lả của chim Thiên Thiên, hắn ta tuyệt đối không nhận lầm. Sao lại thế này? Nam nhân đeo kính râm hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Bì Nhã Văn, vừa rồi người mà ta bắn chết rõ ràng là tiểu tử kia, các ngươi cũng nhìn thấy mà. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta nhìn thấy chính các ngươi đã nổ súng vào thi thể của chim Thiên Thiên. Bì Nhã Văn lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực đáp lại. Thả con mẹ nó dám. Nam nhân đeo kính râm móc súng chỉ vào đầu Bì Nhã Văn, ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, lão tử bắn chết ngươi. Nhưng, chồng ơi, cậu ấy chính là Thiên Thiên đấy, ngươi nhìn kỹ lại đi. Nữ nhân trung niên vẻ mặt cầu xin quay đầu nhìn nam nhân đeo kính râm, bây giờ nếu cậu ấy chết thật, chúng ta sẽ bị lão gia đánh chết mất. Nam nhân đeo kính râm không nhịn được nhìn thi thể một chút, quả nhiên là chim Thiên Thiên, huyết dịch cả người nhanh chóng đông cứng lại. Là các ngươi, nhất định các ngươi đã giở trò quỷ. Nam nhân đeo kính râm chợt giật mình tỉnh lại, cầm súng chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy và Bì Nhã Văn, các ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Nhụy Nhụy mặt không thay đổi nói, chúng ta vẫn đứng im không nhúc nhích, xin hỏi chúng ta giở trò quỷ như thế nào? Nam nhân vừa rồi đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Nam nhân đeo kính râm bị hỏi đến ngẩn cả người. Đúng vậy, Ninh Nhụy Nhụy và Bì Nhã Văn vẫn đứng trước mặt hắn ta, như vậy giở trò quỷ chính là nam nhân kia. Chẳng phải hắn đang đứng sau lưng ngươi sao? Ngươi quay người lại là thấy thôi. Ninh Nhụy Nhụy nói. Nam nhân đeo kính râm đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt đang cười hì hì nhìn mình. Ngươi đang tìm ta sao? Hạ Thiên khinh thường nhìn hắn ta. Nam nhân đeo kính râm vô thức chỉ súng vào Hạ Thiên. Nhưng lần này, cây súng dùng độ cong rất quỷ dị bẻ cong lại, rất nhanh biến thành một đống phế liệu. Quỷ, khí huyết nam nhân đeo kính râm dâng lên, cả kinh đến đổ mồ hôi lạnh, da đầu như muốn nổ tung, xông thẳng ra ngoài kinh hô một tiếng. Đám bảo tiêu còn lại cũng bị dọa đến lộn nhào trốn ra bể bơi. Ngươi là người hay quỷ vậy? Toàn thân Bì Nhã Văn cũng nổi cả da gà, sắp té xỉu. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi mới là quỷ đấy. Là người thì tốt, Bì Nhã Văn vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, ta có bệnh sợ ma, nghe thấy quỷ, nhìn thấy quỷ sẽ ngất đi. Còn có bệnh này sao? Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc, có chút không tin cho lắm, ta chỉ nghe nói có bệnh sợ máu. Bệnh sợ tiêm, nhưng chưa bao nghe nói có bệnh sợ quỷ. Hạ Thiên lên tiếng, tiểu muội chân dài, bệnh này có thật đấy, nhưng nhiều hơn chính là bệnh tâm lý. Đoán chừng khi còn bé đã bị quỷ dọa qua, lưu lại bóng ma tâm lý rất lớn. Vậy ngươi có thể điều trị được không? Ấn tượng của Ninh Nhụy Nhụy đối với Bỉ Nhã Văn cũng không tệ lắm, lập tức nói với Hạ Thiên, nếu không, ngươi tiện tay trị cho nàng ấy một chút đi. Bỉ Nhã Văn liên tục khoát tay. Bây giờ, nàng đột nhiên thấy sợ Hạ Thiên, không cần đâu, chúng ta nên suy nghĩ việc này nên kết thúc như thế nào. Chuyện gì, Hạ Thiên có chút không hiểu. Thì việc này này, Bì Nhã Văn chỉ vào thi thể của chim Thiên Thiên, còn có nữ nhân trung niên bị dọa ngất. Hạ Thiên hờ hững nói, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta?
Không có sao, Bì Nhã Văn phát hiện đầu óc của mình giống như bị đứng máy, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc bọn họ nằm ở đây sao? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, không cần ngươi quan tâm đâu, sẽ có người đến thu thập. Vâng, Bì Nhã Văn nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, chúng ta còn chụp áp phích nữa không? Ngươi cảm thấy còn cần chụp nữa không? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng giấu Hạ Thiên đến đây để chụp, kết quả cũng vẫn không chụp được. Việc này hiển nhiên không trách được Hạ Thiên. Làm loạn hết mọi việc chính là tên sát thủ không biết kia. Chỉ là nếu tình huống phát triển tiếp, đoán chừng bị người Chiêm gia ghi hận không nhất định phải là tên sát thủ kia, rất có thể cũng sẽ có nàng và Hạ Thiên. Chụp, vì sao lại không chụp? Hạ Thiên ngược lại cảm thấy hứng thú, cười nói, tiểu muội chân dài, nàng mặc bộ áo tắm này rất đẹp. Chụp nhiều một chút, nhưng chụp cho ta xem là được rồi. Ninh Nhụy Nhụy cố nén cảm xúc trợn trắng mắt. Lời nói nhảm với Hạ Thiên, người ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Tiểu muội chân dài, ta không ngại mà, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Nhưng ta ngại, Ninh Nhụy Nhụy cởi áo khoác ném vào mặt Hạ Thiên, người còn muốn nhìn lén ta thay quần áo, đúng không? Sắc lang chết tiệt. Hạ Thiên lấy áo khoác xuống, lắc đầu nói, ta chưa từng nhìn lén, muốn nhìn cũng đều quang minh chính đại mà nhìn. Mặc kệ ngươi, ngươi dám nhìn lén. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ninh Nhụy Nhụy quay về phòng thay quần áo, rất nhanh đổi lại quần áo của mình. Nàng bước ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên vẫn đứng tại chỗ, không khỏi cảm thấy yên tâm hơn một chút, lúc này, ngươi cũng biết trung thực đấy. Hạ Thiên mỉm cười nói, tiểu muội chân dài, cái gì gọi là lúc này? Ta vẫn luôn là người trung thực mà. Có quỷ mới tin ngươi. Ninh Nhụy Nhụy có chút xin lỗi Bì Nhã Văn, thật ngại quá. Hoạt động lần này đoán chừng thất bại rồi. Chụp ảnh tạm thời gác lại. Về sau, nếu có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Được, vậy về sau chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Bì Nhã Văn lưu luyến nhìn đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, xoa tay thở dài không thôi nhưng cũng không thể tránh được. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, chúng ta về nhà thôi. Hạ Thiên tự nhiên ôm lấy eo nhỏ Ninh Nhụy Nhụy, cùng nhau rời khỏi bể bơi. Bì Nhã Văn đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Câu lạc bộ Ngự Đế Vân, phòng cao cấp nhất. Nơi này là địa bàn của bá chủ Quế Thành Lạc Ca, cũng là chỗ ăn chơi cao cấp nổi tiếng nhất Quế Thành. Ra vào nơi này có ai mà không phải phú thương cự phú hoặc phú nhị đại đời thứ hai. Bọn họ đều phải nể mặt Lạc Ca, nếu không, bọn họ rất có thể sẽ gặp thất bại ở Quế Thành. Lúc này... Lạc Ca danh xưng hoàng đế thế giới ngầm Quế Thành đang quỳ dưới đất, biểu hiện sợ hãi nhìn hai nam nhân trước mặt. Chiêm Văn Bân lạnh giọng hỏi, chuyện mà ta giao cho ngươi, ngươi làm như thế nào rồi? Trên cơ bản đã làm xong, Lạc Ca hiểu được tính cách chủ nhân của mình, hỉ nộ vô thường, cho nên hắn ta trả lời rất cẩn thận. Con người Chiêm Văn Bân âm trầm như nước, nhưng giọng nói lại không thay đổi, nói đi. Lạc Ca không dám thất lễ. Vội nói ra những tin tức mà hắn ta điều tra được nam nhân đi cùng chuyến bay với Nhiếp Tiểu Lý tổng cộng có 32 người, trong đó trò chuyện với nàng ấy chỉ có 17 người, nhưng không ai có tiếp xúc thân mật. Những thứ này đều không phải trọng điểm, ta muốn biết chính là tên họ Hạ. Hắn là ai? Chiêm Văn Bân có chút không được kiên nhẫn, cắt ngang, bây giờ hắn chết chưa? Chết rồi, chết thật rồi. Lạc Ca liên tục gật đầu, Ninh Nhụy Nhụy đang có công việc ở bể bơi. Ta đoán Hạ Thiên nhất định sẽ đi theo, cho nên ta đã sớm phái sát thủ lợi hại nhất đến đó. 10 phút trước, hắn ta đã gửi tin nhắn cho ta, nói chuyện đã làm xong, chắc sắp cũng trở về rồi. Lửa giận trong lòng Chiêm Văn Bân mới thoáng bình tĩnh trở lại, nói tiếp đi. Người kia tên Hạ Thiên, lai lịch cụ thể tạm thời còn chưa rõ ràng, chỉ nghe nói hắn đến từ Giang Hải, hình như cũng có chút thế lực. Lạc Ca cho người điều tra tư liệu của Hạ Thiên trên mạng. Kết quả trên mạng gần như không có bất kỳ tin tức gì về hắn, đành phải cho người đi nghe ngóng bốn phía, cuối cùng mới gom được chút tin tức, nghe nói hắn còn là một bác sĩ, hơn nữa còn biết võ công. Mấy tháng trước, hắn từng có tình cảm gút mắc với Lam Y Nhân của Lam gia, Ninh Nhụy Nhụy của Ninh gia, và vị Y Tiên Y Tiểu Âm. Ồ, Chiêm Văn Bân không khỏi cau mày, bởi vì hắn ta đã từng có ý đồ với ba nữ nhân này. Khi đó, hắn ta vẫn còn ở nước ngoài. Cho nên cũng không hành động. Bây giờ,
hắn ta nghe được những tin tức đó, không khỏi hận đến nghiến răng, tốt, đoạt ba mục tiêu của ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đoạt luôn vị hôn thê của bổn thiếu gia, quả nhiên đáng chết. Giết tốt lắm, giết hay lắm. Sớm biết như thế, ta đã bảo ngươi bắt hắn đến đây, tự tay ta làm thịt hắn. Lúc này, điện thoại của Chiêm Văn Bân vang lên, hắn ta móc ra xem, là lão gia tử trong nhà gọi đến, không khỏi có chút hiếu kỳ. Alo, cha à, tại sao cha? Chiêm Văn Bân vuốt mặt, sau đó mỉm cười nghe điện thoại. Nhưng người đối diện đã mắng hắn ta xối xả, mắng hắn ta đến phát mộng, sắc mặt của hắn ta cũng càng lúc càng sầm xuống, giống như sát thần. Vừa nãy ngươi có nói ngươi đã phái sát thủ đến bể bơi. Chiêm Văn Bân cúp điện thoại, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Lạc Ca, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, tên sát thủ mà ngươi phái đi rốt cuộc đã giết ai? Đương nhiên là Hạ Thiên rồi. Lạc Ca có cảm giác thái độ của Chiêm Văn Bân có chút không ổn nhưng vẫn trả lời. Bốp! Chiêm Văn Bân vung tay lên tát xuống, khí lực rất lớn, quạt bay cả người Lạc Ca, gãy mất hai cái răng. Đại thiếu gia, vì sao lại đánh ta? Lạc Ca lồm cồm từ dưới đất bò dậy, khó hiểu hỏi, ta đã làm sai điều gì? Ánh mắt Chiêm Văn Bân âm trầm đến đáng sợ, giọng điệu cũng lạnh như dao, ta hỏi lại ngươi lần cuối, người mà ngươi giết là ai? Nếu ngươi dám gạt ta, bây giờ ta làm thịt ngươi cho chó ăn. Cái này, lúc này, vẻ mặt Lạc Ca không khỏi hiện lên sự sợ hãi, ta đã dựa theo sự phân phó của đại thiếu gia ngươi mà làm, phái ra sát thủ chính là A Sai, cao thủ mà ta bỏ ra giá cao mời từ Thái Lan về, giết người từ trước đến nay vô cùng gọn gàng, gần như chưa hề thất thủ. Ha ha, Chiêm Văn Bân giận quá thành cười, chỉ vào Lạc Ca, tiểu tử ngươi có phải cảm thấy giết chết Chiêm Thiên Thiên tương đương với việc thay ta loại bớt một đối thủ cạnh tranh, ta sẽ mở một mặt lưới cho ngươi. Lạc Ca nghe Chiêm Văn Bân nói xong, biểu hiện lại càng mờ mịt hơn, đại thiếu gia, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Con mẹ nó, ngươi còn giả ngu với bổn thiếu gia. Chiêm Văn Bân bóp cổ Lạc Ca, hung hăng quát lớn, lão gia tử đích thân gọi điện thoại đến, bảo hôm nay Chiêm Thiên Thiên tham gia hoạt động ở bể bơi đã bị người ta giết. Ông ấy hoài nghi ta phái người làm, mặc dù bổn thiếu gia đã sớm muốn giết chết tên nghiệt chủng tư sinh này của lão gia tử nhưng không phải bây giờ, hiểu chưa? Lạc Ca ngẩn ra một hồi lâu mới từ từ hiểu chuyện, đại thiếu gia, ngươi nói là tiểu thiếu, phì, là con riêng của lão gia bị người ta giết. Chẳng lẽ, không thể nào? Tên sát thủ kia đâu, lập tức mang hắn ta đến đây. Ta muốn đích thân hỏi hắn ta. Chiêm Văn Bân ra lệnh cho Lạc Ca, còn ngươi, cút ra ngoài cho ta. Lạc Ca lộn nhào ra khỏi phòng, nhưng vừa bước đi được nửa bước, giọng của Chiêm Văn Bân đã truyền đến, khoan đã. Vâng, đại thiếu gia, ngài còn gì dặn dò? Lạc Ca lập tức bị dọa đến máu như đông lại, vội quay người hỏi. Ngươi trước đừng để tên sát thủ đó quay về. Chiêm Văn Bân chậm rãi đứng lên. Đến bên cửa sổ nhìn ngựa xe như nước bên ngoài, chậm rãi nói, người đến bể bơi, ta mặc kệ hắn ta đã giết ai, hắn ta lập tức mang thi thể về cho ta. Nếu không thể mang về, hắn ta trực tiếp tự vận đi. Vâng, mồ hôi Lạc Ca rơi như mưa, nhanh chóng rời đi, chọn một hơi hẻo lánh, gọi điện thoại cho sát thủ A Sai. Vài giây sau, điện thoại mới kết nối. Bên trong điện thoại vang lên tiếng rên rỉ, Lạc Ca, ngươi chờ một lát. Ta lập tức quay về ngay. Ngươi đừng di chuyển, Lạc Ca ngưng trọng nói, ta hỏi ngươi một việc, người mà ngươi giết rốt cuộc là ai? Còn không phải cái gì Thiên sao? Bạch Thiên hay Xuân Thiên gì đó? A Sai sờ đầu của mình, vẫn cảm thấy đau như cũ. Vừa nãy bị người ta đá ngất, lúc này nghe được điện thoại của Lạc Ca mới tỉnh, trước đó ta đã gửi tin nhắn cho ngươi rồi mà. Lạc Ca tức đến mức thổ huyết, là Hạ Thiên. Ta bảo ngươi giết một người tên Hạ Thiên. À, đúng, là Hạ Thiên. Sát thủ A Sai giật mình, chính là tiểu tử đó, ta ra tay rất gọn gàng, hắn tuyệt đối không sống được. Lạc Ca dốc hết toàn bộ cơn giận mà mình đã nhận vừa rồi ra, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi giết nhầm người rồi có biết không? Người mà ngươi giết không phải Hạ Thiên mà là Chiêm Thiên Thiên. Không sai đâu, ta dựa theo dặn dò của ngươi mà làm. A Sai vẫn không hiểu, bên trong tên có chữ Thiên, đẹp trai, rất thân mật với Ninh Nhụy Nhụy. Con mẹ nó, người đúng là loại thiểu năng, thứ này mà cũng có thể giết nhầm. Lạc Ca tức đến mức muốn đánh người,
nhưng cũng biết tin tức mà mình cung cấp không đầy đủ, mới tạo thành sự hiểu lầm như thế, nhưng hắn ta không có khả năng thừa nhận đó là lỗi của mình, đành phải nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Lúc này, A Sai mới chậm rãi tỉnh ra, nhớ đến người đá hắn ta, liền nói, Lạc ca, nếu không, để ta đi giết hắn lại lần nữa. Ta đã biết ai là Hạ Thiên rồi. Quên đi, nếu ngươi lại giết nhầm người nữa, đến cả ta cũng bị người ta lăng trì. Lạc ca không muốn phát sinh thêm sự cố, liền dặn dò, bây giờ ngươi còn ở đó không? Vẫn còn ở bể bơi. A Sai trả lời. Lạc ca có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, 10 phút trước ngươi nói rời khỏi bể bơi, tại sao bây giờ ngươi vẫn còn ở đó? A Sai không nói mình bị người ta đạp choáng, đành phải mập mờ trả lời, ta gặp một số chuyện, chậm trễ chút thời gian. Được rồi, ta cũng lười hỏi ngươi chuyện gì. Lạc ca cũng không hứng thú dây dưa mãi chuyện nhỏ này, trịnh trọng nói, bây giờ ngươi quay vào bên trong, mang thi thể của Chiêm Thiên Thiên ra. Nếu lần này để xảy ra sai lầm, ngươi trực tiếp đi chết đi. A Sai lập tức đáp, Lạc ca, ngươi yên tâm đi, lần này tuyệt đối không sai lầm nữa đâu. Sau khi cúp điện thoại, sát thủ A Sai cảm thấy rất mất mặt. Hắn ta đường đường là đệ nhất sát thủ Đông Nam Á, nhưng lại phạm vào sai lầm cấp thấp này. Nếu truyền ra ngoài, hắn ta còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới sát thủ. Cho nên, cho dù Lạc ca không hạ mệnh lệnh này, hắn ta cũng sẽ nghĩ cách xử lý thi thể, tránh làm hỏng thanh danh của mình. Cũng may, bây giờ hắn ta vẫn còn ở bể bơi. Sau khi hạ quyết tâm, hắn ta một lần nữa lặng lẽ chạy vào bên trong bể bơi. Thời gian mà hắn ta ngất xỉu không lâu, mặc dù không biết vì sao thi thể Chiêm Thiên Thiên lại thay đổi vị trí, bên trên còn một nữ nhân trung niên mập mạp nằm đè lên, nhưng điều này không quan trọng. Sát thủ A Sai nhìn chung quanh, phát hiện nơi này dường như đã phát sinh một trận đại chiến cách đây không lâu, cảm thấy nơi này không nên ở lâu, vội nâng thi thể Chiêm Thiên Thiên định rời khỏi. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì thế? Trong lúc sát thủ A Sai đang định quay người rời đi, một nam nhân què chân đeo kính râm dẫn một đám người chạy đến, chặn ngang đường đi của hắn ta. A Sai nhìn liếc qua những người này, lập tức xác định thân thủ những người đó không tệ nhưng không phải sát thủ, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng. Ai phái ngươi đến? Nam nhân đeo kính râm vừa mới bị Hạ Thiên hù ngã, sau đó trốn ra khỏi bể bơi nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Vợ không có cũng không sao, nhưng thi thể của tiểu thiếu gia bị mất, gia chủ tuyệt đối sẽ lột da sống hắn ta. Suy nghĩ xong, hắn ta đành phải mang theo các huynh đệ quay trở về. Nam nhân đeo kính râm vừa mới đến phòng chụp ảnh, không nhìn thấy ba người Hạ Thiên, ngược lại chỉ thấy một người xa lạ, lại còn trộm thi thể của Chiêm Thiên Thiên. À, ta hiểu rồi, người nhất định là đồng bọn của tên tiểu tử kia. Nam nhân đeo kính râm suy nghĩ một chút, tự động nghĩ thông suốt hết thảy, được, chẳng những giết tiểu thiếu gia nhà ta, lại còn muốn ăn cắp thi thể của cậu ấy. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mưu đồ làm loạn với Chiêm gia? A Sai cái nghe được cái không, trong lòng cũng âm thầm giật mình, tại sao hắn ta biết ta giết tiểu tử này? Chẳng lẽ ta đã bại lộ? Như vậy, không phải là ca sẽ bị liên lụy sao? Không nói câu nào chính là chấp nhận. Nam nhân đeo kính râm không dám nhìn thẳng Hạ Thiên, nhưng vẫn có cách đối phó người khác, các huynh đệ, bắt hắn ta lại cho ta, tuyệt đối không được để hắn ta chạy thoát. Bắt hắn ta lại cũng tiện giao nộp cho gia chủ. Đám bảo tiêu kia vừa rồi cũng bị kinh hãi không nhỏ, bây giờ có thể xả giận và trốn tránh trách nhiệm, người nào cũng 10 phần ra sức. Có chút không ổn, biểu hiện A Sai trở nên cổ quái. Những người này rõ ràng muốn bắt sống hắn ta, chẳng lẽ cửu gia của ta phái đến? Mặc kệ, giết hết để trừ hậu hoạn. A Sai khiêng thi thể của Chiêm Thiên Thiên làm tấm chắn, nhanh chóng đến gần đám bảo tiêu. Sau đó không kịp đợi bọn họ phản ứng, con dao trong lòng bàn tay đã đâm thẳng vào tim của bọn họ. Ngươi, đáng thương cho nam nhân đeo kính râm, vừa rồi may mắn không chết trong tay Hạ Thiên, bây giờ lại một đao mất mạng trong tay người khác. Lần này không còn vấn đề gì rồi. Lạc ca, để không liên lụy ngươi, ta miễn phí giết nhiều người như thế, ngươi nhớ cho ta thêm chút tiền đấy nhé. A Sai cất kỹ con dao, sau đó vác thi thể Chiêm Thiên Thiên nhanh chóng biến mất. Quế Thành, bên hồ Thái Âm, biệt thự Chiêm gia. Bành! Một tiếng vang, cả căn phòng đều run lên. Là ai? Rốt cuộc là ai?
Gia chủ Chiêm gia Chiêm Cao Hạc tức đến mức phổi muốn nổ tung, lửa giận cháy lên hừng hực trong lòng. Trên sàn nhà phòng khách bày một hàng mười mấy thi thể, tất cả đều là bảo tiêu áo đen của Chiêm gia. Nam nhân đeo kính râm còn là cận vệ nhiều năm của ông ta, được ông ta tin tưởng phái ra ngoài bảo vệ con riêng mà ông ta yêu quý nhất, kết quả lại gây ra sơ suất. Đầu tiên, con trai bị giết tại bể bơi, không biết là bị ai giết. Ban đầu, Chiêm Cao Hạc hoài nghi là do đứa con trai cả của ông là Chiêm Văn Bân làm. Dù sao, Chiêm Thiên Thiên chết, người được lợi lớn nhất chính là Chiêm Văn Bân. Nhưng từ phản ứng của Chiêm Văn Bân mà xem, lại không giống là do hắn ta làm. Hơn nữa, ông cũng hiểu đứa con trai lớn này của mình, mặc dù tâm ngoan thủ lạt nhưng làm việc sẽ không thô ráp như thế. Tiếp theo, đám bảo tiêu cũng chết một cách khó hiểu. Lúc này, Chiêm Cao Hạc có thể khẳng định không phải do con trai lớn của ông làm, tuyệt đối có người đang tận lực nhằm vào Chiêm gia bọn họ. Các ngươi đi thăm dò tất cả những người có mặt tại bể bơi ngày hôm nay, tìm cho ra bằng được tất cả cho ta. Chiêm Cao Hạc chỉ tay vào trợ lý bên cạnh, quát lớn, bất cứ người nào cũng không tha. Ta nhất định phải điều tra rốt cuộc là ai đã ra tay. Trợ lý trẻ tuổi vội vàng gật đầu, vâng, ta sẽ đi điều tra ngay. Lão Nô nghe nói hôm nay Ninh Nhụy Nhụy của Ninh gia cũng có mặt. Lão quản gia của Chiêm gia nhẹ giọng nói, còn có một nữ nhân họ Bì, hình như là con dâu thứ ba của Tần gia lão. Ninh gia và Tần gia, Chiêm Cao Hạc cau mày, con người hiện lên ánh sáng, người của Ninh gia đa số đều di dân đến đảo quốc, Quế Thành chỉ còn một lão đầu tử và một nữ nhân, không làm nên trò trống gì đâu. Mấy tháng trước Tần gia cũng bị sa sút, đã không còn đáng nhắc đến. Sau lưng bọn họ khẳng định còn người khác. Lão quản gia hơi khom người, bỗng lên tiếng hỏi, có phải người kia hay không? Người nói người nào, Chiêm Cao Hạc không hiểu. Người ở Giang Hải, lão quản gia đáp, là người đã tiêu diệt Lý gia ở Kinh Thành. Nghe nói, hắn có quan hệ không tệ với Ninh Nhụy Nhụy của Ninh gia. Còn tiểu thiếu gia vẫn luôn có ý với Ninh tiểu thư. Chiêm Cao Hạc là gia chủ một gia tộc, thân gia không ít. Tất nhiên cũng có nghe nói qua Hạ Thiên, cũng biết được một số sự tích của hắn. Ông cau mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, ông lên tiếng, người viết một tấm thiệp mời vị Hạ Tiên sinh kia đến. Nếu hắn có thể làm việc cho ta, vậy thì không sao. Bằng không, hừ. Ở Ninh gia, Hạ Thiên ngáp một cái, tâm trạng thoáng có chút khó chịu. Ninh gia. Trong viện, một nam thanh niên dáng người cao lớn. Anh Tuấn đang trò chuyện khá thân mật với Ninh lão gia tử. Ninh Nhụy Nhụy vừa vào cửa nhìn thấy người này, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. A, tiểu bọc mủ, tại sao ngươi lại đến đây? Nhụy Nhụy tỷ, ngươi có thể đừng gọi cái tên này của ta được không? Nam thanh niên không cao hứng, nghiêm túc cải chính, ta không phải bọc mủ. Bây giờ ta đường đường là nam tử Hán, Ninh Thụy Thần. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, không cần biết ngươi là gì. Người đến Quế Thành có chuyện gì không? Nhụy Nhụy tỷ, nói thế nào chúng ta cũng đã mấy năm không gặp, người cũng quá lạnh lùng rồi. Ninh Thụy Thần thất vọng, có chút oán thán, khi ta còn bé, người thương ta lắm mà. Hạ Thiên nhìn người nam nhân trẻ tuổi kia, hỏi Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, tên ngốc kia là ai vậy? Con trai út của tam thúc ta, Ninh Nhụy Nhụy trả lời. À, người chính là bạn trai của tỷ tỷ ta. Ánh mắt Ninh Thụy Thần ý vị thâm trường đánh giá Hạ Thiên, ngoài miệng nịnh nọt, quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhìn qua chính là nhân trung long phượng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quen biết gì ngươi, ta cũng không có hứng thú chỉ giáo ngươi. Thời gian chung đụng còn dài mà, cứ chậm rãi làm quen. Ninh Thụy Thần không giận, còn cười nói thế nào ta cũng là em vợ tương lai của ngươi. Nói thêm, ngươi dẫn theo ta. Nhụy Nhụy tỷ cũng vui vẻ hơn. Ninh Nhụy Nhụy lại cau mày, hỏi, ngươi nói thời gian chung đụng còn dài là có ý gì? Thì chính là ý đó. Ninh Thụy Thần mỉm cười giải thích, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi cũng biết ước mơ của ta là giống như ngươi, có thể trở thành một vận động viên làm vẻ vang nước nhà. Nhưng đảo quốc quá nhỏ, giới thể thao đã bị loạn đến không còn hình dáng. Hơn nữa đều do lão tuyển thủ nắm giữ quyền nói chuyện, ta muốn ra mặt cũng khó. Cho nên, ta trở về, dù sao bên này cũng có cơ hội nhiều hơn. Nói xong, hắn ta nháy mắt với Ninh Nhụy Nhụy, hơn nữa,
có thần thoại của giới thể thao Nhụy Nhụy tỷ, ta hoạt động trong nước nhất định thuận lợi hơn một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cạnh tranh trong nước ngày càng kịch liệt, với tính cách của ngươi, mỗi ngày bị ngược khóc 10 lần cũng có thể. Ninh Nhụy Nhụy đích thật không coi trọng đứa em họ này. Hình ảnh tiểu bọc mủ khi còn bé khắc quá sâu, lại còn lúc nào cũng khóc. Ninh Thụy Thần nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nói với Ninh lão gia tử, ra ra, người nghe đi, Nhụy Nhụy tỷ cứ rèm pha con. Thụy Thần là đứa bé ngoan, không giống như người cha khốn kiếp của nó. Ninh lão gia tử cười ha hả nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nhẹ giọng nói, nếu nó muốn trở về phát triển, người có thể giúp được thì thuận tay giúp một chút. Ninh Thụy Thần cũng hợp thời nói, cháu biết cha của cháu làm không ít chuyện xấu, cháu cũng đã ngăn cản. Cho nên, trước đó cháu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy rồi. Được rồi, Ninh Nhụy Nhụy lười nghe mấy lời nói nhảm này, người muốn quay về phát triển cũng được, nhưng đầu tiên người phải nghe lời, đừng suy nghĩ làm mấy chuyện loạn thất bát tao. Ta làm người rất chính phái. Ninh Thụy Thần lập tức vỗ ngực, vô cùng cam đoan, ta không bao giờ đi quán ba hộp đêm gì cả. Lúc này, Hạ Thiên khinh thường vạch trần, nhưng đêm qua ngươi đã qua đêm ở quán ba mà. À, làm sao ngươi biết? Không có, tuyệt đối không có. Ninh Thụy Thần lộ miệng, nhưng muốn sửa lại cũng đã muộn, đành phải thừa nhận, hôm qua ta đúng là có đến quán ba, nhưng chỉ là gặp mấy người bạn cũ. Bọn họ nhất định phải kéo ta đi, ta cũng không cách nào từ chối. Dù sao ta cũng phải về lăn lộn ở Quế Thành này mà. Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay cắt ngang lời giải thích của Ninh Thụy Thần, cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần. Đến lúc đó xem ngươi xử lý như thế nào. Nhụy Nhụy tỷ, ngươi tốt quá. Ninh Thụy Thần kích động muốn tiến lên ôm chầm lấy Ninh Nhụy Nhụy, kết quả bị Hạ Thiên cản lại. Hạ Thiên lườm hắn ta một cái, ngươi muốn làm gì? Tiểu muội chân dài là nữ nhân của ta, ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi. Anh rể, ngươi cũng quá nhạy cảm rồi. Ninh Thụy Thần không khỏi có chút im lặng, dù sao ta cũng là em họ của Nhụy Nhụy tỷ, chẳng lẽ ta còn có suy nghĩ nào xấu xa hay sao? Ta chỉ muốn ôm tỷ ấy, biểu thị lòng biết ơn thôi mà. Nói thẳng cảm ơn là được, ôm thì miễn đi. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút bật cười, nhưng cũng không mẫn cảm như Hạ Thiên, ngươi không cần nói lời cảm ơn ta, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng giống như Tam Thúc là được. Không có chuyện đó đâu. Ta không phải là loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như vậy. Ninh Thụy Thần gật đầu đảm bảo. Gần đây ngươi đang ở đâu? Ninh Nhụy Nhụy hỏi, nếu không tìm được chỗ ở thì chuyển về đây. Nhà vẫn còn nhiều phòng lắm. Ninh Thụy Thần khoát tay, chuyện này không cần. Ta mà ở đây, đoán chừng mỗi ngày sẽ bị anh rể đánh một trận mất. Ta ở nhà của người bạn. Tối nay còn phải tham gia lễ đính hôn của một người bạn nữa. Lễ đính hôn, Ninh Nhụy Nhụy vô thức nghĩ đến đại thiếu gia Chiêm gia, liền hỏi, lễ đính hôn của ai thế? Một người bạn thôi, Ninh Thụy Thần đáp. Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn ta một cái, ta hỏi là ai? À, nàng ấy là Nhiếp Tiểu Lý. Ninh Thụy Thần nhìn thấy biểu hiện có chút nghiêm túc của Ninh Nhụy Nhụy, không khỏi có chút kỳ quái, nàng ấy là bạn học thời đại học của ta. Tuy nhiên sau khi học chung được một năm thì ta đến đảo quốc du học. Đúng là nàng ấy, trái đất nhỏ thật. Ninh Nhụy Nhụy lẩm bẩm, quả nhiên lại là Chiêm gia. Nhụy Nhụy tỷ, chẳng lẽ ngươi biết nàng ấy? Ninh Thụy Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên chen miệng vào, đương nhiên là biết. Nàng ấy còn là vợ dự bị tương lai thứ hai của ta mà. Sao? Ninh Thụy Thần nghe xong, cảm thấy không thích hợp. Hắn ta liền quan sát sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy. Kết quả phát hiện nàng không hề có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ Nhụy Nhụy tỷ đồng ý cho người ta làm tiểu tam? Không phải quan hệ mà ngươi đã nghĩ đâu. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy ánh mắt của em họ, lập tức biết tên tiểu tử này đang hiểu lầm nhưng cũng lười giải thích. Hạ Thiên nói thẳng, tiểu muội chân dài là vợ tương lai. Vợ tiếp viên hàng không chỉ là vợ tương lai dự bị số 2. Điều này vẫn có sự khác biệt chứ. Anh rể. Cái này, Ninh Thụy Thần quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy tỷ, ngươi không nghe lời hắn nói sao? Hắn rõ ràng đang tìm tiểu tam đấy. Ninh Nhụy Nhụy tức giận, ngươi lo quản chuyện của ngươi đi. Chuyện của hắn, còn chưa đến phiên ngươi quan tâm. Giọng điệu này chứng tỏ nàng đã sớm biết,
nhưng hoàn toàn không để ý. Anh rể, người trâu bò thật, làm sao ngươi làm được thế? Ninh Thụy Thần sửng sốt mấy giây, nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên, tính tình của tỷ ta không được tốt, ngươi có thể chỉ tỷ ấy ngoan ngoãn như vậy, cho phép ngươi tìm Tiểu Tam, lại còn lẽ thẳng khí hùng. Ngươi có thể dạy ta một chút được không? Vừa dứt lời, trên đầu của hắn ta đã bị Ninh Nhụy Nhụy nện một cái. A, Nhụy Nhụy tỷ, tại sao ngươi lại đánh ta? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Ninh Thụy Thần không hiểu hỏi. Ninh Nhụy Nhụy rất quả quyết, vậy cũng không được. Ngươi đúng là không biết nói lý. Ninh Thụy Thần bất mãn kháng nghị, anh rể làm được, ngươi không quan tâm. Ta chỉ nói một chút, ngươi liền đánh ta. Ngươi bớt học hắn đi, hắn không phải người tốt đâu. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn đứa em họ của mình, trịnh trọng cảnh cáo, ngươi cũng không cần học mấy thứ loạn thất bát tao của người khác. Nếu không, trước khi cha ngươi quản ngươi, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi. Ninh Thụy Thần im lặng. Cũng là đàn ông, tại sao đãi ngộ lại kém đến như vậy? Người ta nói, nữ nhân khi yêu đều yêu bằng não. Ban đầu, hắn ta cho rằng Nhụy Nhụy tỷ sẽ không như vậy, nghĩ không ra lại nghiêm trọng đến như thế. Tỷ, ngươi sẽ tham gia buổi lễ đính hôn kia chứ? Ninh Thụy Thần bỗng nhiên chuyển chủ đề. Ninh Nhụy Nhụy khẽ giật mình, vô thức nói, ta và hai người bọn họ có quen biết nhau đâu, ta đi làm gì? Không nhất định phải biết mới có thể đi. Ninh Thụy Thần mỉm cười, tùy ý nói, nghe nói Chiêm gia đều mời các nhân vật có máu mặt ở Quế Thành. Tuy nói đa số người của Ninh gia chúng ta đều dọn đến đảo quốc, nhưng nói thế nào chúng ta vẫn còn chút danh vọng. Nếu hắn ta không mời ngươi, chẳng phải bọn họ quá xem thường Ninh gia chúng ta rồi sao? Ngừng lại một chút, hắn ta nói tiếp, hơn nữa, ta nghe giọng điệu của Nhụy Nhụy tỷ, rõ ràng là có chút khó chịu đối với Chiêm gia. Không tham gia bữa tiệc, làm sao mà xả giận. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn đứa em họ của mình. Quả nhiên hắn ta đã trưởng thành, học được cách quan sát nét mặt, hơn nữa còn rất nhạy cảm. Chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Dù sao cũng là ngày đại hỷ của người ta không đến đó gây sự đâu. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói. Bành bành bành. Lúc này ngoài cổng lớn vang lên tiếng gõ cửa thật mạnh. Tiếp theo có người hô to, có ai ở nhà không? Mở cửa nhanh lên. Ninh Nhụy Nhụy cau mày. Người này không khỏi quá bất lịch sự đi. Để ta đi xem một chút. Ninh Thụy Thần bước nhanh ra cửa, kéo cánh cổng, nhìn người đến, phát hiện đứng trước cửa là một nam thanh niên mặc trang phục chính thức, đằng sau là một chiếc BMW màu trắng bạc. Ninh Thụy Thần thản nhiên nói, người muốn tìm ai? Ta là trợ lý Chiêm tổng tập đoàn Đế Cảnh, họ Diệp. Nam thanh niên nói năng rất lịch sự nhưng giọng điệu lại khá cứng nhắc, lần này ta đến chính là đưa thiệp mời cho Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư và Hạ Thiên tiên sinh, mời hai vị 9 giờ tối nay đến khách sạn Quế Thành tham gia bữa tiệc đính hôn của đại thiếu gia nhà ta. Ninh Thụy Thần có chút buồn cười, ha ha, Chiêm gia các người thú vị thật, tối nay tổ chức tiệc đính hôn, bây giờ mới phát thiệp mời. Đây là thiệp mời đặc biệt, do chính Chiêm tổng nhà chúng ta viết. Nam thanh niên hơi khom người. Sau đó nói, xin hỏi Ninh tiểu thư và Hạ tiên sinh có ở đây không? Ninh Thụy Thần hỏi, đưa thẳng cho ta không được à? Thật ngại quá, ta nhất định phải đích thân giao cho Ninh tiểu thư và Hạ tiên sinh. Thái độ của nam thanh niên vẫn không thay đổi, giọng điệu lãnh đạm, rõ ràng có ngạo khí, khiến Ninh Thụy Thần có chút khó chịu. Ta là Ninh Nhụy Nhụy, hắn là Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy cùng với Hạ Thiên bước đến trước cửa. Vâng. Nam thanh niên tiến lên hai bước, hai tay đưa thiệp mời tới, mời hai vị nhận thiệp mời. Ninh Nhụy Nhụy đang định đưa tay nhận lấy, bỗng một luồng hàn quang từ trong thiệp mời bắn thẳng ra, thẳng đến mặt của nàng. A! À, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một bóng người ngã xuống đất. Anh rể, người đạp ta làm gì? Ninh Thụy Thần từ dưới đất bò dậy, có chút tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hại ta mất mặt đến như vậy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu đáp lại, rõ ràng chính ngươi đứng không vững, ngã tư thế chó đấp cứt, ngươi đừng có đổ lên đầu ta như vậy. Chẳng lẽ ta là đứa bé 3 tuổi hay sao? Ninh Thụy Thần không thể không phản bác, anh rể, ngươi đẩy thì cũng đã đẩy, ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi đừng không chịu thừa nhận như thế. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Được rồi, có người ngoài ở đây, các ngươi cãi nhau cái gì chứ?
Ninh Nhụy Nhụy nhìn hai người, tức giận nói. Ánh mắt Diệp trợ lý Chiêm gia hiện lên dị dạng. Vừa rồi, rõ ràng hắn ta lén lút bắn ra một độc châm, vốn muốn thăm dò bản lãnh Hạ Thiên một chút. Kết quả cái gì cũng không kiểm tra ra, độc châm còn mất đi tung tích. Hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy độc châm rốt cuộc đã bắn vào cơ thể của ai. Tình huống như thế, hoặc là Hạ Thiên cao thâm mặt chắc, hoặc chính hắn ta quá bất cẩn. À, không sao, ta chỉ đến đưa thiệp mời thôi mà. Trên gương mặt Diệp trợ lý vẫn là thái độ ngạo mạn, 9 giờ tối, khách sạn Quế Thành, Chiêm gia kính mời hai vị đến tham dự. Được, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Ninh Nhụy Nhụy dùng tay tiếp nhận thiệp mời. Mặc dù nàng đã dự đoán được Chiêm gia nhất định đánh chủ ý xấu, nhưng nàng cũng muốn đến đó xem Chiêm gia có thể dở trò gì. Ninh Thụy Thần cười nói, ta nhất định sẽ đến. Được, ta xin phép. Diệp trợ lý khẽ gật đầu, quay người rời đi. Bước vào chiếc BMW màu trắng, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Không bao lâu sau, Diệp trợ lý gọi điện thoại cho Chiêm Cao Hạc. Chiêm Tổng, là ta, Tiểu Diệp. Diệp trợ lý nhẹ giọng báo cáo, thiệp mời đã được đưa đến tay Hạ Thiên, còn có Ninh Nhụy Nhụy, đồng thời cũng theo lời dặn của ngài, thăm dò bọn họ một chút. Giọng nói lạnh lùng của Chiêm Cao Hạc truyền đến, như thế nào? Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy dường như cũng không phát hiện độc châm. Bất luận thần sắc, tư thái hay là ánh mắt đều không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp trợ lý cẩn thận tìm từ, cũng không dám giấu giếm, ở đó còn có một nam thanh niên. Hắn ta giả vờ ngã sấp xuống thu hút sự chú ý của ta, chỉ là không biết cố ý hay là vô tình. Chiêm Cao Hạc lạnh giọng nói cách khác, người có khoảnh khắc không nhìn thấy biểu hiện của Hạ Thiên, đúng không? Đúng, Diệp trợ lý giống như rơi vào hầm băng, lập tức nhận sai, ta sai rồi. Xin Chiêm Tổng trách phạt. Bây giờ ta không rảnh để xử phạt ngươi, tự ngươi xử lý đi. Khi Chiêm Cao Hạc khiển trách, đều không có sắc thái tình cảm, Thiên Thiên xảy ra chuyện, ngươi lập tức đi tìm nó cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn nữa, trước 9 giờ tối nay, ta nhất định phải biết được rốt cuộc là do ai làm. Nếu ngươi không điều tra ra được, ngươi hãy nhảy hố tự sát đi. Vâng, ta lập tức đi làm ngay. Diệp trợ lý cúp điện thoại, toàn thân trên dưới đổ mồ hôi lạnh, quay đầu, đến bể bơi. Nói xong, con người của hắn ta bỗng nhiên đảo một vòng, sửa lại, không, đến câu lạc bộ Ngự Đế Vân. Lái xe gật đầu, lập tức đổi hướng, chậm rãi chạy đến chỗ Diệp trợ lý đã nói. Ninh gia, trong viện. Vị trợ lý đó có phải có vấn đề hay không? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thiếp mời hai lần, cũng không có gì đặc biệt. Vì thế liền quay sang Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười nói, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra cái gì? Ngươi còn giả ngu với ta. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khi Diệp trợ lý đưa thiếp mời, dưới đáy không phải cất một cây ngân châm sao? À, tiểu muội chân dài, nhãn lực của nàng tăng lên rồi, vậy mà cũng thấy được. Hạ Thiên mỉm cười một tiếng. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ngươi lại coi ta là nữ nhân vừa ngu vừa mù phải không? Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhưng rồi nghiêm túc an ủi, tuy nhiên, nàng đừng nản chí. Ta vẫn thích nàng như cũ, nếu nàng muốn trở nên thông minh, ta cũng có cách. Dừng lại, Ninh Nhụy Nhụy đưa ra thủ thế tạm dừng, nàng đoán được Hạ Thiên sẽ nói cái gì sau đó. Ninh Thụy Thần bên cạnh cau mày, khó hiểu hỏi, Nhụy Nhụy tỷ, anh rể. Tại sao ta nghe không rõ các ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghe không rõ thì thôi, không ai cần ngươi rõ cả. Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn đứa em họ của mình, dò xét trên dưới, ngươi có cảm thấy cơ thể của mình có chỗ nào không khỏe hay không? Không có, Ninh Thụy Thần khó hiểu đáp. Ninh Nhụy Nhụy cau mày. Vừa rồi, lúc còn ở cổng, nàng thật sự nhìn thấy một cây ngân châm bay ra từ thiếp mời. Trong lúc nàng đang chăm chú nhìn, Ninh Thụy Thần liền ngã một cái, di chuyển ánh mắt của nàng, đến mức nàng không thấy rốt cuộc cây ngân châm kia đã bắn đi đâu. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ một chút, đại khái cũng có thể đoán được hướng đi của ngân châm. Đầu tiên, Hạ Thiên không có khả năng trúng chiêu, hơn nữa Hạ Thiên cũng không thể để nàng trúng chiêu. Tiếp theo, chỉ còn hai người. Một người chính là Diệp trợ lý đã bắn ra ngân châm, một người chính là em họ của nàng. Ngươi không thoải mái thì cứ việc nói thẳng, không cần chịu đựng. Ninh Nhụy Nhụy khuyên nhủ. Ninh Thụy Thần cảm thấy có chút buồn cười, Nhụy Nhụy tỷ, không phải chỉ ngã một cái thôi sao?
Có gì ghê gớm đâu, ta cũng không phải đứa bé, tại sao có thể vì chút chuyện đó mà cơ thể không cảm thấy thoải mái chứ? Chẳng lẽ vị Diệp trợ lý đó tự mình trúng chiêu? Ninh Nhụy Nhụy lẩm bẩm, quay sang nhìn Hạ Thiên, hỏi thẳng, ngân châm kia, người đã bắn ngược trở về vị Diệp trợ lý đó sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, một chút cũng không để việc này trong lòng, thản nhiên đáp tiểu muội chân dài, nàng cần chi quan tâm nó đi đâu. Dù sao nó cũng không ở trên người nàng, người ta. Em trai nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Lại còn chơi trò bí hiểm với ta. Ninh Nhụy Nhụy cau mũi, thoáng có chút bất mãn, người nói thẳng không được sao. Nàng hôn ta một cái đi, ta sẽ nói thẳng cho nàng nghe. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Người nghĩ hay lắm, Ninh Nhụy Nhụy cũng không tiếp chiêu. Ninh Thụy Thần cảm giác hắn ta ở đây có chút dư thừa, nhịn không được liền nói, Nhụy Nhụy tỷ, ta đi tìm bạn của mình đây. Ở đây, ta cảm thấy mình chẳng khác nào bóng đèn. Không cần cảm thấy, người đúng là vậy mà. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Thụy Thần đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài, được, vậy ta đi đây. Ngươi muốn đi đâu vậy? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi một câu. Nhụy Nhụy tỷ, ý của ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Ninh Thụy Thần có chút ủy khuất phàn nàn, ta vừa từ đảo quốc về, ngươi không định mở tiệc đãi đứa em này hay sao? Ninh Nhụy Nhụy khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đi tìm bạn của mình trước, sau đó mới đến tìm ta. Tẩy trần, đoán chừng sẽ tẩy ra được da heo trên người ngươi đấy. Ha ha, Nhụy Nhụy tỷ, miệng lưỡi của ngươi trở nên độc như vậy từ lúc nào thế? Ninh Thụy Thần giống như bị đả kích. Ninh Nhụy Nhụy cũng không trả lời, chỉ nhìn Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, nàng nhìn ta làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu? Xưa nay ta không có ác miệng, ta là một người rất biết nói đạo lý. Phốc, Ninh Nhụy Nhụy bị biểu hiện chứng chạc của Hạ Thiên làm cho tức cười, lập tức đứng lên, được rồi, ta lười nấu cơm quá. Mọi người ra ngoài ăn cơm chưa đi, người đi gọi Hạ ra ra dùm ta. Ninh Thụy Thần gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, nhưng rất nhanh đã trở lại, ra ra nói ông không muốn ra ngoài. Trưa nay sẽ bảo đầu bếp nữ mới tuyển làm mì sợi cho ông. Được rồi, Ninh Nhụy Nhụy biết ra ra của nàng đích thật không thích ra ngoài. Nàng quay sang nhìn Hạ Thiên, người muốn ăn cái gì? Hạ Thiên nhún vai, cái gì cũng được. Như vậy tùy ta chọn. Ninh Nhụy Nhụy phủi tay, thuận miệng nói, chúng ta đến khách sạn Quế Thành đi. Ninh Thụy Thần sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy tỷ, người không phải muốn đi gây sự chứ? Ta gây sự gì chứ, ta chỉ đi ăn cơm thôi mà. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, cũng không thể vì chiêm gia nhà bọn họ làm lễ đính hôn. Toàn bộ khách sạn không còn kinh doanh được gì khác. Ngươi nói không sai, Ninh Thụy Thần cũng không tìm ra được lời nào để phản bác, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Hắn ta liên tưởng đến một số việc, thử thăm dò, Nhụy Nhụy tỷ, không phải ngươi muốn đến gây sự với tiểu lý chứ? Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhảm, đi hay là không đi? Đi, đương nhiên đi rồi. Ninh Thụy Thần lập tức gật đầu, thật ra, ta ủng hộ tỷ tỷ ngươi. Tuy nhiên, tiểu lý cũng rất đáng thương. Chiêm đại thiếu kia đủ cặn bã, tật xấu gì cũng có. Nếu tỷ tỷ ngươi không ngại, ta cảm thấy tiểu lý theo anh rể nói không chừng là một lựa chọn tốt. Câm miệng của ngươi lại đi. Ninh Nhụy Nhụy nguyết hắn ta một cái, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ngươi có tin ta dán miệng của ngươi lại không? Ninh Thụy Thần lập tức cáo trạng với Hạ Thiên, anh rể, ngươi nhìn xem, Nhụy Nhụy tỷ khi dễ ta kìa. Đó là do ngươi đáng đời. Hạ Thiên đáp. Hạ Thiên có chút nói không ra lời, không phải chứ, các ngươi, được rồi, ta không xen vào nữa. Đi thôi, Ninh Nhụy Nhụy lái xe của nàng đến trước cổng, chờ Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần. Tỷ tỷ, ngươi cũng không phải thiếu tiền, tại sao ngươi còn không đổi xe? Ninh Thụy Thần thấy Ninh Nhụy Nhụy lái chiếc xe bình thường chỉ hơn 10 vạn, không khỏi có chút phàn nàn, tuyệt không phù hợp với thân phận Ninh gia chúng ta. Ninh gia có thân phận gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy khinh thường nói, xe cũng không phải chỉ là công cụ chở người. Có thể ngồi có thể lái là được, cần chi phải loè loẹt. Mấy thứ đó chỉ dùng để gạt người, ngoài ra chẳng còn tác dụng gì cả. Ninh Thụy Thần chẳng còn gì để nói, người đúng là sống rất thấu triệt. Rất nhanh, mọi người đã đến khách sạn Quế Thành. Xin lỗi, toàn bộ khách sạn đã được chiêm gia bao hết,
tạm thời không tiếp đãi khách lạ. Quản lý đại sảnh có chút áy náy nói với Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy kỳ quái, ta nhớ khách sạn Quế Thành có quy định, cho dù có bao hết cũng sẽ trừ lại một phần nhà hàng tiếp đãi khách đến ăn. Đúng là có quy định như thế, tuy nhiên, quản lý đại sảnh có chút ngại ngùng nói, tuy nhiên, vị hôn thê của Chiêm đại thiếu gia đang dùng cơm với bạn ở lầu 1. Chiêm đại thiếu không thích bất cứ người nào quấy rầy vị hôn thê của ngài ấy. Cho nên ngài ấy đã đặc biệt dặn dò, hôm nay không cho phép tiếp đãi bất cứ khách nhân nào. Thật không cho phép, Ninh Thụy Thần cũng có chút khó chịu, khách sạn Quế Thành cũng không phải tài sản Chiêm gia của hắn ta không cho phép thì không được vào à. Lúc này, một số người từ trong thang máy bước ra, trong đó có một nữ nhân hơn 30 ngạo mạn nói, không sai, ở Quế Thành, Chiêm gia chính là thánh chỉ. Bảo an đâu, mau đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Ngươi là ai? Ninh Thụy Thần liếc mắt nhìn thoáng qua nữ nhân phách lối, khó chịu nói, lại còn thánh chỉ. Bác gái này, đại thanh đã vong rồi, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi mắng ai là bác gái? Năm nay ta mới có 39 tuổi. Nữ nhân đeo kính râm, quần áo nhìn qua rất lộng lẫy, thuộc tầng lớp thượng lưu, khí chất lãnh diễm, nhưng mở miệng ra lại quá chanh chua. Ninh Thụy Thần thản nhiên nói, năm nay ta mới 18, ngươi có thể làm mẹ ta, không phải bác gái thì là cái gì? Ngươi, nữ nhân lãnh diễm bị nghẹn đến không biết nói cái gì, nhà quê thì chẳng bao giờ có giáo dục. Ninh Thụy Thần cười lạnh, phản bác, ngươi vừa gặp mặt đã đuổi người ta ra ngoài, ngươi có giáo dục sao? Ngươi có biết ta là ai hay không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nữ nhân lãnh diễm hoàn toàn nổi bão, tay chỉ Ninh Thụy Thần. Con mẹ nó, ta nào biết ngươi là ai? Ninh Thụy Thần vẫn cay miệng như cũ, vừa rồi không phải ta mới hỏi sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay là đầu óc của ngươi có vấn đề? Hạ Thiên cười nói, cái này ngươi nói đúng nè. Đầu óc người quái dị này thật sự có vấn đề. Ngươi, các ngươi đúng là tìm chết. Nữ nhân lãnh diễm tháo mắt kính của mình xuống, lộ ra cặp mắt phượng được trang điểm rất kỹ, mắng to Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần, chồng của ta là nhà giàu nhất Quế Thành này, Chiêm tổng của tập đoàn Đế Cảnh. Ngươi có tin chỉ cần một câu của ta, ta có thể khiến các ngươi không sống nổi ở Quế Thành này hay không? Hạ Thiên hiển nhiên không biết đây là thứ tôm nát cá thối của nhà nào, ta chưa từng nghe nói qua. Nếu ngươi không muốn ăn đòn, tốt nhất ngươi nên cút sang một bên. Chồng của ngươi là ai cũng vậy thôi. Ngươi là Mã Khiết Thần Mã Tiểu Thư. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy ngược lại nhận ra nữ nhân kia. Nữ nhân này trước kia là một minh tinh rất nổi danh, xuất đạo vào năm 16-17. Bởi vì diện mạo không tầm thường, tư thái cũng không tệ, nàng ta đã từng rất nổi tiếng một thời. Ninh Nhụy Nhụy nhớ kỹ, khi còn bé, nàng thường xuyên nhìn thấy nữ nhân này trên TV. Khoảng 20 tuổi. Người này bỗng nhiên tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, nghe nói là gả vào nhà hào môn. Nghĩ không ra lại làm tiểu tam cho Chiêm Cao Hạc, không đúng, cũng có thể là tiểu bát, tiểu cửu, thậm chí tiểu thập cũng không chừng. Chiếu theo suy tính như thế, trong đầu Ninh Nhụy Nhụy lập tức liên hệ nhiều manh mối tán loạn trong đầu. Chẳng lẽ Chiêm Thiên Thiên là con trai của nữ nhân này? Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Nữ nhân lãnh diễm nghe Ninh Nhụy Nhụy gọi tên của mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều năm rồi không ai gọi tên thật của nàng ta. Nàng ta không khỏi nhìn Ninh Nhụy Nhụy một chút. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chưa nói đến quen biết, chỉ là khi ta còn bé, ta thường nhìn thấy ngươi trong mấy bộ phim trên truyền hình. Hừ, đó chính là không biết rồi. Mã Khiết Thần nghiêm mặt, hiển nhiên quy Ninh Nhụy Nhụy trở thành người muốn bấu víu quan hệ với nàng ta. Ta đã giải nghệ mười mấy 20 năm trước, cho dù ngươi có muốn nịnh bợ ta, ngươi cũng không nhận được tài nguyên nào đâu. Ninh Thụy Thần cảm thấy nữ nhân này đúng là vô tri đến mức đáng sợ, nhịn không được liền nói, ngươi không biết tỷ của ta hay là giả bộ không biết. Thế nào, ngươi rất nổi tiếng sao? Mã Khiết Thần nghe Ninh Thụy Thần nói xong, không khỏi quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cảm thấy nàng rất quen mặt. Nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì, gần đây ngươi đã đóng qua một bộ phim nào nổi tiếng sao? Ninh Thụy Thần nói, tỷ của ta là thần thoại đại danh đỉnh đỉnh giới thể thao, Ninh Nhụy Nhụy. Ta chưa từng nghe nói qua. Mã Khiết Thần hiển nhiên đã từng nghe nói qua Ninh Nhụy Nhụy, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận, hừ lạnh một tiếng, niệm tình các ngươi trẻ người non dạ,
lần này ta không truy cứu trách nhiệm các ngươi va chạm ta. Các ngươi đi đi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút kỳ quái. Chiêm Thiên Thiên chết rồi, tại sao nữ nhân này tuyệt không thương tâm? Chẳng lẽ nàng đoán sai, hay là bây giờ Mã Khiết Thần vẫn chưa biết tin tức? Ngươi nói đi là đi sao? Ninh Thụy Thần bất mãn nói, chúng ta đến đây ăn cơm, thuận tiện gặp người bạn cũ, ngươi cũng muốn quản sao? Ha ha, gương mặt Mã Khiết Thần hiện lên sự khinh thường, mắt phượng lộ ra sự khinh bỉ, hiện tại người ở trong khách sạn này không phú thì quý, đều có mối quan hệ tốt với Chiêm gia, các ngươi có bạn ở đây sao? Lúc này, một người từ trong phòng ăn bên cạnh đi tới, từ xa đã kêu lên, Ninh Thụy Thần, tại sao ngươi lại ở đây? Người đến chính là Nhiếp Tiểu Lý, nàng bị Chiêm Văn Bân cấm túc ở khách sạn Quế Thành, đang buồn bực đến mức ngán ngẩm. Chiêm Văn Bân liền gọi hai người đồng nghiệp làm tiếp viên hàng không của nàng đến, nhưng nàng đối với hai người này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, ăn cơm nói chuyện phiếm với hai người bọn họ cũng chẳng có gì vui. Vừa lúc nghe bên ngoài có tiếng cãi vã, nàng vội vàng ra ngoài xem. Kết quả, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy người quen. Tiếp theo lại thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, nàng lại càng cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Tiên Sinh, Ninh Tiểu Thư, tại sao các người lại, Nhiếp Tiểu Lý hiển nhiên cho rằng Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đến tìm nàng, nhưng không biết bọn họ tìm nàng có chuyện gì. Tiểu Lý, đã lâu không gặp, ta cố ý đến tìm ngươi đấy. À, anh rể, người đánh ta làm gì? Ninh Thụy Thần nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý, lập tức đưa tay ra, nhưng lại bị Hạ Thiên đánh cho một cái. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nói là được rồi. Được, 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 ta hiểu rồi. Ninh Thụy Thần lắc đầu, thầm nghĩ anh rể chẳng những háo sắc, lại còn tham lam và chủ nghĩa đàn ông quá nặng, ngay cả nắm tay cũng không được phép. Nhiếp Tiểu Lý khó hiểu nhìn mọi người, ngươi quen biết Hạ Tiên Sinh sao? Đây là chị của ta, hắn là anh rể của ta. Ninh Thụy Thần chỉ Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên. Sau đó nói với Nhiếp Tiểu Lý, ta đến tham gia lễ đính hôn của ngươi. Lễ đính hôn bắt đầu lúc 9 giờ tối lận. Nhiếp Tiểu Lý cười khổ. Ninh Thụy Thần gật đầu, ta biết, cho nên bây giờ ta chỉ đến đây ăn cơm trưa thôi, thuận tiện xem có thể gặp ngươi hay không. Vậy thì tốt quá, nếu không ngại, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Tâm trạng Nhiếp Tiểu Lý đang chán nản, lập tức nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên không ngại. Hạ Thiên lại càng không để ý. Nhưng có người để ý, rất rất để ý vô cùng. Nhiếp Tiểu Lý, tại sao ngươi lại quen biết đám A Miêu A Cẩu này? Mã Khiết Thần ở bên cạnh nghe xong, lập tức cau mày của trách Nhiếp Tiểu Lý, ngươi đừng tưởng ngươi gả cho đại thiếu gia thì có thể yên ôn làm phu nhân nhà giàu, có thể dùng danh nghĩa Chiêm gia làm bậy. Nên biết rằng, trong xã hội rồng rắn lẫn lộn này, người ghen ghét Chiêm gia rất nhiều. Người nhất định phải suy nghĩ cho danh dự của Chiêm gia, lúc nào cũng vì Chiêm. Đủ rồi, Nhiếp Tiểu Lý cũng không phải người có tính cách hèn yếu. Nàng khuất phục Chiêm Văn Bân là vì đối phương mang gia tộc của nàng ra uy hiếp nàng. Nhưng điều này không có nghĩa nàng sẽ khúm núm với tất cả người của Chiêm gia, ta mời bạn của ta, còn chưa đến phiêu ngươi nói này nói kia ở đây. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng chẳng phải người Chiêm gia. Ngươi, Mã Khiết Thần nghẹn họng. Mặt đỏ lên giống như đít khỉ. Nhiếp Tiểu Lý không thèm để ý đến Mã Khiết Thần, trực tiếp dẫn Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy còn có Ninh Thụy Thần chậm rãi bước vào phòng ăn. Tiện nhân, Mã Khiết Thần nhìn bối cảnh những người này, hận đến nghiến răng, lửa giận trong lòng thật sự không cách nào dập tắt. Nàng ta quay đầu nói với trợ lý đằng sau, Chiêm Văn Bân đâu? Người khác ở đâu rồi? Bảo hắn ta đến đây gặp ta, nếu không cho con đĩ kia một bài học. Nó còn tưởng rằng ta dễ khi dễ. Được, trợ lý sau lưng nhẹ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, phu nhân, lão gia gọi bà về một chuyến. Lão đầu tử đó lại có chuyện gì sao? Thật đáng ghét, Mã Khiết Thần không khỏi nhỏ giọng nói, trở về thì trở về, còn nữa, ngươi liên lạc với Thiên Thiên dùm ta. Đứa nhỏ này không gọi điện thoại cho ta, khiến ta lo lắng muốn chết. Lông cánh cứng rồi thì không để ý đến mẹ ruột nữa. Vâng, ánh mắt trợ lý hơi có chút bối rối, nhưng vẫn cúi đầu không nói gì. Mã Khiết Thần nhìn thoáng qua nhà ăn, giọng điệu căm hận, sẽ có lúc ta cho các ngươi đẹp mắt. Chấm. Câu lạc bộ Ngự Đế Vân. Thi thể Chiêm Văn Bân được đặt dưới mặt đất trong phòng bao xương. Người là do ngươi giết,
Chiêm Văn Bân lạnh lùng nhìn sát thủ A Sai mang thi thể về giao nộp. A Sai tự nhận mình giết người vô số, nhưng lại bị ánh mắt một người bình thường làm sống lưng phát lạnh. Hắn ta lập tức nhận ra vị đại thiếu gia trước mắt không đơn giản. Đúng, A Sai cung kính trả lời. Lạc Ca sợ vỡ mật, mắng to, người ngu xuẩn sao? Đây là tiểu thiếu gia Chiêm Thiên Thiên, ta bảo ngươi giết người tên Hạ Thiên, óc ngươi là óc chó, a. À. Câu nói sau cùng còn chưa nói xong, người đã bị Chiêm Văn Bân một cước đạp bay. Khi ta nói chuyện còn có phần cho ngươi chen miệng vào sao? Chiêm Văn Bân hừ lạnh, tiếp tục hỏi A Sai, ngươi nhận nhiệm vụ là gì? Chấp hành như thế nào? Có ai thấy không, tất cả đều phải khai rõ cho ta biết. A Sai cảm nhận được nguy hiểm, không dám có nửa câu nói dối, lập tức khai hết mọi chuyện lúc trước. Vì sao lại không có ảnh chụp của Hạ Thiên? Lúc này, Chiêm Văn Bân quay sang hỏi Lạc Ca đang bò dậy từ mặt đất. Lạc Ca đáp, ta cũng không biết nữa. Trên mạng, một tấm ảnh chụp của Hạ Thiên đều không có. Ta cũng đã điều tra qua camera giám sát ở sân bay. Phàm là những hình ảnh có Hạ Thiên đều bị xóa đi. Được rồi, Chiêm Văn Bân trầm ngâm một lát, sau đó nói, hai người các ngươi phạm sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm không nhỏ. Chiếu theo phong cách của ta từ trước đến nay, ta sẽ cho người đó vào thùng xi măng, sau đó đi lấp sông. Tóc gáy Lạc dựng đứng, bởi vì trước kia hắn ta đều giúp Chiêm Văn Bân làm những chuyện này, tất nhiên biết sự tàn khốc và thảm trạng trong đó, đại thiếu gia, xin ngươi cho ta một cơ hội. Năm đó, ta vì ngươi mà ngồi tù 10 năm, ngươi không niệm công lao cũng niệm khổ lao chứ. Câm miệng, Chiêm Văn Bân không kiên nhẫn quát, nếu không phải vì như thế, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi. A Sai ngược lại trực tiếp hơn, ta không muốn chết. Không muốn chết, Chiêm Văn Bân nở nụ cười chế giễu, ngươi giết em trai ta, khi đoạt thi thể lại bị người của cha ta nhìn thấy. Ngươi để lại một cái sọt lớn cho ta như thế. Ngươi hãy cho ta một lý do để không giết ngươi đi. A Sai thản nhiên nói, đám hộ vệ kia chết hết rồi, không ai biết là do ta giết. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là người quan tâm sống chết của em trai mình. Nếu không, ta đã chết rồi. Rất tốt, có chút đầu óc, cũng không ngu xuẩn hoàn toàn. Chiêm Văn Bân nhếch miệng, ta nghe nói ngươi phạm tội ở Thái Lan, bị người ta truy sát đến tuyệt cảnh, là Lạc Ca cứu ngươi đúng không? Đúng. Lạc Ca chính là ân nhân của ta. A Sai gật đầu nói, mặc dù ta là sát thủ, nhưng cũng biết cái gì là tri ân tất báo, cho nên xin đại thiếu gia cho ta, đích thân ra tay, tiễn hắn ta lên đường. Chiêm Văn Bân rốt cuộc phá lên cười, ha ha ha, vậy thì ngươi hãy thử một chút đi. Lạc Ca mở to mắt nhìn, chỉ vào A Sai, ngươi là người vong ân phụ nghĩa, ta cứu ngươi một mạng, bảo đảm cho người nhà của ngươi ở Thái Lan, ngươi lại muốn giết ta. A Sai không hề có chút do dự, chủy thủ trong lòng bàn tay dứt khoát đâm vào tim Lạc Ca. Cảm ơn Lạc Ca, ta sẽ chăm sóc tốt cho vợ con của ngươi. Nếu ngươi không chết, đại thiếu gia sẽ rất phiền phức, nhưng ta thì khác, ta chỉ là một sát thủ mà thôi. Muốn là người của ta, không dễ dàng như vậy đâu. Chiêm Văn Bân nhìn ra được dã tâm của A Sai, nhưng hắn ta thích người có dã tâm, ta giao cho ngươi thêm một nhiệm vụ, xem như khảo nghiệm. Nếu thất bại, ngươi, bao gồm cả nhà của ngươi sẽ chết rất thê thảm. A Sai hỏi, nhiệm vụ gì? Chiêm Văn Bân cười nhạt, vẫn là đi giết Hạ Thiên. Giết ta. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự hờ hững, là hai thằng ngu kia. Hạ Thiên sinh, ta không nói đùa đâu. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy biểu hiện không thèm để ý của Hạ Thiên, lập tức nghiêm túc nhắc nhở Chiêm gia từ trên xuống dưới là một đám điên. Bọn họ thật sự có thể làm được chuyện này. Mặc kệ Chiêm Văn Bân hay là vị Chiêm phu nhân vừa rồi, tất cả đều có tính có thù tất báo. Các ngươi khả năng cho rằng đó là việc nhỏ, nhưng bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám làm loạn đâu. Ninh Nhụy Nhụy cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nhạt một tiếng, cho dù ra tay thật, cuối cùng cũng là bọn họ gieo gió gặt bão thôi. Hạ Thiên thuận miệng. Đám ngu ngốc đó tốt nhất đừng đánh chủ ý này. Nếu không, một mình tiểu muội chân dài cũng có thể xử lý bọn họ. Ta chỉ nhắc nhở một chút, nếu ngươi không để ý, ta cũng không lắm miệng nữa. Nhiếp Tiểu Lý chỉ có lòng tốt, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, nàng thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đều không coi ra gì, nàng cũng không còn cách nào,
chỉ có thể đợi đến lúc đó xem có thể giúp được bọn họ một chút hay không mà thôi. Nàng biết rất rõ nữ nhân Mã Khiết Thần là người có thù tất báo, chỉ cần có chút việc nhỏ mà đắc tội nàng ta, cũng có thể bị nàng ta trả thù. Ví dụ, trong một phú hội cách đây mấy năm, bạn gái của một phú nhị đại chỉ mắng nàng ta là một con hát, và được phát hiện đã chết trên đường vào ngày hôm sau. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh là do Mã Khiết Thần làm, nhưng hung phạm là ai, tất cả mọi người đều biết rõ. Về phần Chiêm Văn Bân, người này còn đáng sợ đến cực hạn. Trước kia, nàng cũng không xem hắn ta ra gì, nhưng càng hiểu rõ nàng lại càng kinh ngạc, cuối cùng mới không thể không khuất phục. Tuy nhiên, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười. Nàng cảm giác được cô em gái này tâm địa thiện lương, cũng không phải giả vờ. Trong nhà ăn, một chiếc bàn lớn bày đầy những món ngon tinh tế khác nhau. Hai người đồng nghiệp tiếp viên hàng không của Nhiếp Tiểu Lý đang ăn ngấu nghiến, nhìn rất thô kệch, giống như đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm. Thấy có người đến, bọn họ rất nhanh lau miệng, giả bộ giống như rất thận trọng. Tiểu Lý, ngươi về rồi sao? Những người này là bạn, a, tại sao lại là ngươi? Tiếp viên hàng không cao gầy đứng lên đón Nhiếp Tiểu Lý, kết quả nhìn thoáng qua người đến, nàng ta lập tức nhận ra Hạ Thiên, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi theo dõi chúng ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khinh thường nói, ai lại đi theo loại người quái dị giống như ngươi chứ? Ngươi đừng có tự mình đa tình. Ngươi mắng ai quái dị? Tiếp viên hàng không cao gầy trong nháy mắt tức đến mức muốn bể phổi, chỉ vào Hạ Thiên mắng to, khi còn trên máy bay, ngươi đã động tay động chân với ta, còn dùng lời nói quấy rối ta. Bây giờ ngươi còn theo dõi ta đến đây, ngươi có tin ta báo cảnh sát hay không? Ninh Nhụy Nhụy thấy nữ nhân này móc điện thoại ra, không khỏi có chút bó tay. Mấy lời bịa đặt như vậy đến chính mình cũng tin, đúng là độc nhất vô nhị. Ngươi xấu xí vô cùng, phẩm vị của anh rể ta tuyệt không kém như vậy. Ninh Thụy Thần không nhịn được chế giễu một câu. Tiếp viên hàng không cao gầy tức đến mức muốn thổ huyết, ngươi. Bảo an chết đâu rồi, mau đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Phạm tỷ, đừng làm rộn. Nhiếp Tiểu Lý cao mày, nhẹ giọng nói, mấy người Hạ tiên sinh đều là bạn của ta, huống chi chuyện trên máy bay, ngươi cũng không chiếm lý, ngươi nên thối lui một bước đi. Gương mặt tiếp viên hàng không họ Phạm hơi thay đổi, có chút bất mãn nói, Tiểu Lý, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tất cả đều do ta tự biên tự diễn hãm hại hắn sao? Chính ngươi tự biên tự diễn mà. Hạ Thiên lười biếng nói, rõ ràng ngươi muốn đánh chủ ý vào ta, nhưng khẩu vị của ta không kém như vậy. Loại người quái dị như ngươi không thể nào lọt vào mắt của ta. Ha ha, ngươi nghe không, hắn nói lời này có người tin sao? Tiếp viên hàng không họ Phạm cười to vài tiếng, kết quả phát hiện ngoại trừ tiếp viên hàng không mặt tròn, những người khác đều hờ hững nhìn nàng ta, giống như nàng ta là một thằng hề. Một cảm giác xấu hổ khó tả trong nháy mắt xông lên đầu. Tiếp viên hàng không họ Phạm cảm thấy tứ cố vô thân, đành phải dùng chân đá tiếp viên hàng không mặt tròn, ra hiệu nàng ta nói đỡ vài câu. Khụ khụ, im lặng đi. Tiếp viên hàng không mặt tròn ho nhẹ hai tiếng, cũng không tiếp lời nói đỡ cho tiếp viên hàng không họ Phạm, ngược lại nhẹ giọng nhắc nhở Nhiếp Tiểu Lý, Tiểu Lý, chuyện khác tạm thời không nói. Người dẫn mấy người Hạ tiên sinh đến đây, Chiêm tiên sinh có biết hay không? Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, ta ăn một bữa cơm với bạn của mình, còn cần báo cáo với hắn ta à? Các ngươi là đồng nghiệp của ta hay là tai mắt của hắn ta? À, ta chỉ nhắc nhở một chút thôi. Tiếp viên hàng không mặt tròn cười xấu hổ, ta thấy Chiêm tiên sinh dường như rất để ý mấy chuyện này. Ta cũng chỉ suy nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc sau này của các ngươi mà thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhiếp Tiểu Lý cũng lười nói tiếp, các ngươi thu được chỗ tốt từ Chiêm Văn Bân, cố ý đến đây giám sát ta, điều này ta biết rất rõ. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn ăn cơm, tâm sự với bạn bè của ta, các ngươi về phòng trước đi, nghỉ ngơi cũng được, đâm thọc với Chiêm Văn Bân cũng được, tùy các ngươi. Tiểu Lý, lời này của ngươi khiến chúng ta thương tâm quá. Ánh mắt tiếp viên hàng không mặt tròn lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành ủy khuất, mấy năm qua, ta đối với ngươi không tệ, còn tưởng rằng chúng ta đã là bạn, nghĩ không ra ngươi lại cư xử với chúng ta như thế. Ta thật sự nhìn lầm ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi, còn chưa đi được hai bước,
nàng ta quay sang nói với tiếp viên hàng không họ Phạm đang còn đứng im tại chỗ, Phạm tỷ, ngươi còn không đi. Ngươi ở đây để nàng ấy xài xẻ sao? Hừ, tiếp viên hàng không họ Phạm lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong đâu. Rất nhanh, hai người vội vàng rời khỏi nhà ăn, nhưng không rời khỏi khách sạn mà đi thang máy lên phòng tổng thống tầng cao nhất. Khiến mọi người chê cười rồi. Chúng ta chọn một bàn đi, sau đó gọi nhà bếp một lần nữa mang thức ăn lên. Nhiếp Tiểu Lý thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói với nhóm người Hạ Thiên, các ngươi muốn ăn gì? Nơi này có món Nhật, Pháp, Ý, Anh, đương nhiên cũng có những món trong nước. Các ngươi cứ tùy ý gọi. Hạ Thiên nói, ta thì cái gì cũng được. Ninh Nhụy Nhụy cũng không có yêu cầu đặc biệt đối với ăn uống, khách theo chủ thôi. Ngươi ăn gì, chúng ta ăn nấy. Các ngươi khách sáo làm gì chứ, để ta gọi. Dù sao Ninh Thụy Thần cũng hiểu Nhiếp Tiểu Lý hơn một chút. Hắn ta cầm menu, nhìn thoáng qua liền ném sang một bên, tại sao toàn là món ăn nhạt thế thế. Đổi cho ta một menu món cay tứ xuyên. Nhiếp Tiểu Lý cười khẽ, liếc nhìn phục vụ cách đó không xa. Bên kia lập tức đổi một phần thực đơn khác, lật tay một cái cũng cảm thấy cay miệng. Như vậy mới đúng, Ninh Thụy Thần gọi mấy món cay tứ xuyên, cười thầm, là do các ngươi không gọi, lần này để ta xem các ngươi có ăn được hay không. Mang thức ăn lên còn cần thời gian, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Tiểu Lý, ngươi thật sự muốn gả cho Chiêm Văn Bân sao? Ninh Thụy Thần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn ta là một tên cặn bã 10 đủ 10. Khi ta còn du học ở nước ngoài, ta cũng nghe không ít chuyện về hắn ta. Chuyện nào cũng khiến người ta giận sôi. Nhưng do nhà hắn ta có thế có tiền, hắn ta mới có thể lông tóc không thương mà về nước. Nhiếp Tiểu Lý cười khổ, lấy chồng hay không, đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định. Bây giờ, cha mẹ ta đang ở Chiêm gia, bọn họ vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Cần chi quan tâm chứ? Đây đã là thời đại nào rồi, thời đại cha mẹ ép xuyên đã sớm đi qua. Ninh Thụy Thần khinh thường nói. Ninh Nhụy Nhụy khuyên nhủ, nếu ngươi không đồng ý, ngươi không cần thỏa hiệp. Dù sao, đây cũng là cuộc sống của ngươi mà. Cảm ơn ý tốt của mọi người, trên thực tế, ta cũng đã từng phản kháng qua, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ, Chiêm gia không đơn giản như mọi người đã nghĩ. Ta trốn không thoát. Có cái gì mà trốn không thoát? Ninh Thụy Thần hoàn toàn không thể hiểu được, mặc dù Chiêm gia có tiền có thế, nhưng còn lâu mới đạt đến tình trạng một tay che trời. Huống chi, thế giới này vẫn có pháp luật mà. Hạ Thiên cười nói, vợ tiếp viên hàng không, chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức, cam đoan không ai dám bắt ngươi làm gì cả. Hạ Tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng chuyện này quên đi. Trước đó, Nhiếp Tiểu Lý rất chán ghét cách nói như thế của Hạ Thiên, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Nàng cười nói, ngươi đã có đại mỹ nữ Ninh Tiểu Thư. Ngươi nên toàn tâm toàn ý với nàng ấy, đừng gây chuyện nữa. Ninh Nhụy Nhụy nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, tên lưu manh này hoàn toàn không có gây chuyện. Hơn nữa ta cũng không phải người của hắn. Nếu ngươi thật sự muốn thoát khỏi bể khổ, tìm hắn là phương pháp tương đối hữu hiệu nhất. Cái giá bỏ ra, ngươi cũng đã nghe rồi đấy. Ninh Tiểu Thư, ngươi, Nhiếp Tiểu Lý có chút không hiểu được tâm thái của Ninh Nhụy Nhụy, thậm chí còn hoài nghi nàng có phải đang nói mát hay không. Ninh Thụy Thần trợ công, Tiểu Lý, ta cảm thấy gả cho tên cặn bã Chiêm Văn Bân còn không bằng trở thành nữ nhân của anh rể ta. Đương nhiên, nếu ngươi có người tốt hơn, ngươi có thể lớn mật theo đuổi, không cần thiết phải để tên bại hoại Chiêm Văn Bân chiếm tiện nghi. Ngươi trái một câu cặn bã, phải một câu bại hoại là nói ta sao? Lúc này, sau lưng Ninh Thụy Thần vang lên một giọng nói lạ lẫm. A, Ninh Thụy Thần cảm thấy cổ căng lên, sau đó cả người bay lên. Bay hơn 4-5 mét, lật mấy cái bàn mới rơi xuống. Người đến chính là Chiêm Văn Bân. Sau lưng hắn ta chính là hai nữ tiếp viên hàng không. Quả nhiên là các nàng mật báo. Tiểu Lý, tại sao nàng có bạn đến lại không báo với ta một tiếng? Chiêm Văn Bân mặc âu phục màu trắng chỉnh tề, tóc trải ra đằng sau, gương mặt nở nụ cười hiền hòa, chậm rãi bước vào chỗ ngồi của Ninh Thụy Thần. Nhiếp Tiểu Lý lườm hai người kia một cái. Sau đó nhìn Chiêm Văn Bân, thế nào, ta không thể ăn cơm với bạn của mình sao?
đương nhiên là có thể rồi. Chiêm Văn Bân lại càng cười hiền lành hơn, sau đó quay sang nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, Hạ tiên sinh, Ninh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của mọi người không? Hạ Thiên nhếch miệng, người đúng là ngu ngốc, thức ăn còn chưa có mang lên mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.